Chương 240, Hạ Long. Lệnh thúc, Ngọc Bích bên trên phong ấn ta đã phá tan rồi, bên trong quả thật có một môn thiên cấp hạ phẩm công pháp, tên là Phá Diệt Bát Tuyệt Trảm, uy lực coi như không tệ. Lăng Tiêu mở hai mắt ra, mỉm cười đem màu đen Ngọc Bích đưa cho Lệnh Tuyệt Trần. Lại là thiên cấp hạ phẩm công pháp, này Trần Duy Sơn cũng thật là lớn tạo hóa. Lăng Tiêu, nếu không ngươi trước đem môn công pháp này sao chép một phần. Lệnh Tuyệt Trần cũng là hơi kinh ngạc, hắn suy nghĩ một chút nói ra. Không cần, lệnh thúc, thiên cấp hạ phẩm công pháp đối với ta mà nói, còn không tính là gì. Lăng Tiêu cười nhạt nói, cũng thế, hồ đồ lão nhân khẳng định lưu lại cho ngươi không ít cường đại công pháp. Bất quá Trần Duy Sơn nói nếu là có thể phá mở ra ấn, bên trong công pháp có thể để ta sao chép một phần cho rằng thù lao, này Phá Diệt Bát Tuyệt Trảm xem ra không sai, ta nhưng là kiếm bộn rồi. Lệnh Tuyệt Trần cũng là cười ha ha nói, chính hắn tuy rằng cũng tu luyện một môn cường đại thiên cấp hạ phẩm công pháp, thế nhưng loại này tuyệt học ai cũng sẽ không ngại nhiều. Lăng Tiêu trong lòng cười thầm, e sợ kiếm lời to lớn nhất chính là mình mới đúng, Trần Duy Sơn phụ tử gặp xui xẻo dĩ nhiên đem Ngọc Bích đưa đến Lăng Tiêu trước mặt, kết quả để Lăng Tiêu thành to lớn nhất được lãi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cáo từ Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân, Lăng Tiêu rời đi Hoàng Thành, về tới Trấn Yêu Vương Phủ. Trong Vương Phủ, Lãnh Phong được sát sinh đan đang bế quan tu luyện, Lăng Tiêu có thể cảm giác được cái kia cỗ càng ngày càng lớn mạnh đạo ý, cùng với trong huyết mạch tích chứa phong mang, chắc chắn chờ Lãnh Phong sau khi xuất quan, nhất định sẽ cho hắn một cái rất lớn kinh hỉ. Lăng Tiêu đem Lý Lăng, Tiêu Mộc Đại Sư, Liễu Hùng Phi cùng Mông Ngao đám người gọi tới, nói cho chính bọn hắn sắp đi Âm Dương Cốc sự tình, cũng để bọn hắn khoảng thời gian này tận lực tránh khỏi ra ngoài. Khoảng cách cùng vạn thú môn sinh tử ước chiến còn có không tới hai thời gian 10 ngày, tuy rằng có Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân kinh sợ, lại thêm vào Nguyệt Thần cũng ở Vương Đô Thành bên trong, vạn thú môn người còn không dám quá mức làm càn, nhưng Lăng Tiêu cũng sợ bọn họ chó cùng rứt dậu. Huống chi, trong bóng tối còn có địa phủ cái kia đám thích khách, không biết lúc nào, liền sẽ tiếp tục đến đây ám sát Lăng Tiêu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Tiêu rời đi Trấn Yêu Vương Phủ, đi tới trong Hoàng Thành một chỗ trên quảng trường. Trên quảng trường, có một vị to lớn hắc ưng, có tới cao hơn 3 trượng, cánh chim màu đen như ánh kiếm giống như vậy, tản ra kim loại màu sắc. Mỏ ưng lấp lóe hàn mang, hai con to lớn ưng chảo 10 phần sắc bén, một đôi mắt 10 phần lạnh lùng. Đặc biệt là nó một hai cánh, duỗi triển khai có tới vài chục trượng dài, che ngập bầu trời, phát động cuồng phong. Vị này hắc ưng lại là cấp 6 yêu thú, cả người tỏa ra một cỗ khí thế cường đại. Lăng Tiêu suy đoán, vị này hắc ưng hẳn là bọn họ lần này đi tới Âm Dương Cốc vật cưỡi. Ở trên quảng trường, Lăng Tiêu cũng nhìn được lần này đi tới Âm Dương Cốc cái khác 8 người. Trong đó hắn nhận thức liền có Hạ Hồng Tụ, Trần Phong Đạo, Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong, còn có 4 vị thanh niên nam nữ hắn cũng không nhận ra. Lăng Tiêu, nơi này, Lý Thừa Phong mắt nhất nhọn, lập tức liền thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng hô to nói. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hướng về Lý Thừa Phong đi tới. Trước khi đến, Lý Lăng đã cùng Lăng Tiêu đã nói, lần này Lý Thừa Phong cũng sẽ đi Âm Dương Cốc, để Lăng Tiêu trông nom một hồi. Lăng Tiêu huynh đệ, không nghĩ tới ta bế quan mấy ngày, ngươi liền ở Vương Đô Thành bên trong sông ra uy danh hiển hách a, quyền bại Lăng Thiên Tứ, trấn áp Xà Thiên Lạc, ngươi thật sự quá lợi hại. Lý Thừa Phong đầy mặt đều là vẻ kích động, lôi kéo Lăng Tiêu nói không ngừng. Ngươi cũng không tệ a, đột phá đến tông sư cảnh, e sợ rất nhanh Vương Đô Ngũ công tử liền muốn biến thành Vương Đều Lục công tử đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Lý Thừa Phong lần này bế quan từ Long Hổ cảnh 9 tầng đột phá đến tông sư cảnh, đã có cùng Vương Đô Ngũ công tử đặt ngang hàng thực lực. Vương Đều Lục công tử, hắn còn kém xa. Một đạo chói tai tiếng cười lạnh không đúng lúc vang lên. Lăng Tiêu mắt sáng lên, phát hiện nói chuyện chính là Trần Phong Đạo, giờ khắc này đầy mặt đều là vẻ cười lạnh, nhìn Lăng Tiêu cùng Lý Thừa Phong. Hơn nữa, Lăng Tiêu từ Trần Phong Đạo trên thân cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc. Đã bắt đầu tu luyện Phá Diệt Bát Tuyệt Trảm sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, khóe miệng lộ ra một vệt độ cong. Trần Phong Đạo, ta Lý Thừa Phong như thế nào, không cần dùng ngươi bận tâm. Lý Thừa Phong nhìn Trần Phong Đạo một chút, ánh mắt có chút khó coi. Mấy ngày không gặp, trước mắt Trần Phong Đạo đã đột phá đến tông sư cảnh 3 tầng, hơn nữa còn tu luyện Phá Diệt Bát Tuyệt Trảm, không trách con niềm tin dám nói thế với. Lăng Tiêu đệ đệ, lần này đi Âm Dương Cốc, ngươi có thể phải bảo vệ chị gái tốt nha, đại hoàng cổ quốc những người kia, có thể đều không phải là vật gì tốt. Lệnh Thanh Thanh cũng là đi khỏi Lăng Tiêu bên người, làn gió thơm tràn ngập, phong tình vạn chủng cười nói. Thanh Thanh tỷ yên tâm, có ta ở đây, người chắc chắn sẽ không có việc gì. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói,
nhìn Lệnh Thanh Thanh đứng ở Lăng Tiêu bên người, Trần Phong đạo sắc mặt biến được hết sức khó coi, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ sát cơ. Lăng Tiêu đã nhận ra Trần Phong đạo sát ý, cũng không hề để ý, loại này vai hề, nếu không là dự định để cho Lãnh Phong tự mình giải quyết, Lăng Tiêu đã sớm một cái tát đem hắn quay chết rồi. Mà Hạ Hồng Tụ kinh ngạc mà nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia phức tạp. Lý Thừa Phong ở Lăng Tiêu bên tai lải nhải, có vẻ hết sức kích động, đặc biệt là khi hắn biết được Lăng Tiêu ở Lăng gia cuối năm trong đại hội tráng cử, cũng cảm giác được cực kỳ ảo não, cảm giác bỏ qua một hồi đặc sắc thịnh hội. Bất quá, từ Lý Thừa Phong trong miệng, Lăng Tiêu cũng rõ ràng mặt khác bốn vị thanh niên nam nữ thân phận. Nguyên bản đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều có một cái tiêu chuẩn, thế nhưng chẳng biết vì sao, hai người lần này đều là từ chối có việc, cũng không chuẩn bị đi tới Âm Dương Cốc, mà là các phái một cái thủ hạ tham gia. Hai người xem ra đều là hơn 20 tuổi, ăn mặc một thân áo bào đen, rất biết điều, cũng không nói chuyện, tu vi đều đạt đến tông sư cảnh 3 tầng. Còn có hai người, một nam một nữ, nam xem ra 20 tuổi tả hữu, xem ra rất ngượng ngùng, tên là Hưu Phong, tông sư cảnh 2 tầng, cũng là Vương Đô Ngũ Công Tử một trong. Thiếu nữ kia là Hưu Phong muội muội Hưu Vân, Long Hổ cảnh 9 tầng, cũng là Vương Đô Thành bên trong có tiếng thiên tài thiếu nữ, lần này chuẩn bị mượn Âm Dương Cốc âm dương sát khí đến đột phá. Lại thêm vào Lăng Tiêu, chính là đại hoang cổ quốc muốn đi Âm Dương Cốc 9 người. Cũng không lâu lắm, liền có một người mặc màu đen giáp trụ, gánh vác chiến đao người trung niên đi tới, hơi thở của hắn rất mạnh mẽ, sát khí tràn ngập, ánh mắt như điện đảo qua Lăng Tiêu 9 người, để tất cả mọi người có một loại cảm giác không rét mà run. Lăng Tiêu liếc nhìn trước người trung niên này một chút, phát hiện lại là một vị thiên nhân cảnh 4 tầng cường giả, đồng thời trong tay nên lây dính không ít máu tươi. Dạng này người giống như Mông Ngao, đều là tuyệt thế dũng tướng. Ta gọi Hạ Long, lần này mang bọn ngươi đi tới Âm Dương Cốc. Hạ Long lời ít mà ý nhiều nói ra, sau đó hướng về Hắc Ưng vẫy tay, Hắc Ưng liền ngoan ngoãn quỳ sát hạ xuống. Hạ Long chân đạp hư không, đứng ở Hắc Ưng đỉnh đầu, sau đó nhìn Lăng Tiêu đám người nhàn nhạt nói ra tất cả lên đi. Nếu là bỏ lỡ canh giờ, Âm Dương Cốc sẽ phải đóng lại. Lăng Tiêu đám người hơi sững sờ, đều là vội vã thả người nhảy một cái, nhảy lên Hắc Ưng cánh. Thu, Hắc Ưng trong miệng phát ra một tiếng đi kim liệt thạch ưng gáy, to lớn hai cánh dương mở, giống như một đạo tên rời cung, xông lên tận trời, bay lên đám mây. Chương 241, Đại Hoang Phong Vân Động. Bát Hoang Bí Cảnh ở vào Đại Hoang cổ quốc biên cảnh, chính là tứ đại cổ quốc chỗ giao giới, khoảng cách Vương Đô Thành có mấy ngàn dặm xa. Mà Hắc Ưng chính là một vị yêu thú cấp 6, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu đen chớp giật, ở đám mây bên trên cấp tốc tiến lên, hướng về Bát Hoang Bí Cảnh vị trí mà đi. Cương phong liệt liệt, trời cao đất rộng, nếu không là Hạ Long triển khai cương khí kết giới, đem Lăng Tiêu bọn họ 9 người bảo vệ, e sợ cái kia cỗ kịch liệt cương phong trực tiếp liền đem bọn hắn thổi đi xuống. Mà Lý Thừa Phong đám người đứng ở Hắc Ưng bên trên, nhìn hạ phương liêu rộng sơn hà, to lớn thành trì cùng sơn mạch, đều thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi sinh ra hào tình vạn trượng. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm ngóng trông thiên nhân cảnh cường giả, có thể bay trên trời, tránh thoát thiên địa ràng buộc, đó là cỡ nào tiêu sái cùng tự tại. Lăng Tiêu, lần này đi tới Âm Dương Cốc, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là phải cẩn thận đại hoàng cổ quốc người. Lệnh Thanh Thanh đứng ở Lăng Tiêu bên người, nhẹ giọng nói. Đại hoàng cổ quốc sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, gật gật đầu. Đại hoàng cổ quốc sau lưng chính là Vạn Thú Môn, hơn nữa quốc lực so với đại hoàng cổ quốc cường rất nhiều, cũng là cùng đại hoàng cổ quốc quan hệ sốt sắng nhất một cái, song phương biên cảnh tướng sĩ thường thường sẽ bạo phát xung đột. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu đã đem Vạn Thú Môn đắc tội rồi, khó bảo toàn bọn họ không thông suốt quá đại hoàng cổ quốc tới làm cái gì thủ đoạn. Thanh Thanh tỷ yên tâm, nếu là đại hoàng cổ quốc dám có ý đồ gì, ta sẽ để bọn hắn nếm thử thủ đoạn của ta. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Lần này đi tới Âm Dương Cốc tuy rằng có 9 cái tiêu chuẩn, nhưng rõ ràng nhất lại phân ra rất nhiều đoàn thể nhỏ. Lăng Tiêu, Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong ba người xem như là đồng thời, Hưu Phong, Hưu Vân nhưng là cùng Hạ Hồng Tụ đứng chung một chỗ, bởi vì Hưu Phong và Hưu Vân phụ thân Hưu Uyên chính là đương triều tể tướng, trước cũng đã làm Hạ Hồng Tụ lão sư, Hưu Phong, Hưu Vân cùng Hạ Hồng Tụ quan hệ rất tốt. Mà Trần Phong đạo nhưng là cùng cửu hoàng tử phái tới người kia đứng chung một chỗ, đang lặng lẽ nói cái gì, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ sát cơ. Chỉ có đại hoàng tử thủ hạ, một cái xem ra rất phổ thông thanh niên một mình xếp bằng ở Hắc Ưng bên trên, không coi ai ra gì bắt đầu tu luyện, cả người đều tỏa ra một luồng cao ngạo khí tức. Vương Đô Thành, Vạn Thú Môn Dịch Quán, Lăng Tiêu đã đi tới Âm Dương Cốc sao?
Rất tốt, thông báo vạn thú môn cùng địa phủ, có thể động thủ. Hạc Khánh trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, chậm rãi nói ra. Rõ, một người mặc hắc bào vạn thú môn đệ tử cung kính thi lễ, lặng yên không tiếng động lùi ra. Lăng Tiêu, nếu là ngươi có thể sống sót, hay là còn có tư cách tham gia cuộc chiến sinh tử. Nhưng ngươi như là chết, có thể đừng trách người khác. Hạc Khánh nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt sát cơ để người không rét mà run. Vương Đô Thành, Hoàng Thành, hoàn hồn đan cuối cùng thành công. Lệnh Tuyệt Trần cùng Tuần Dương chân nhân nhìn chăm chú lên trước mắt 9 viên óng ánh bảo đan, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Cái kia 9 viên bảo đan phiêu phù ở hư không, có chút rung động, phảng phất có một tia lực lượng thần bí ánh sáng lộng lẫy đang lưu động, ẩn chứa rất mạnh linh tính quang mang. Nhanh đi bẩm báo vương thượng, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến vương hầu cảnh. Lệnh Tuyệt Trần cùng Tuần Dương chân nhân nhìn nhau, mang theo 9 viên hoàn hồn đan, dắt tay nhau hướng về Đại Hoang Điện mà đi. Cửu hoàng tử phủ, Mạc tiên sinh, ta đã chiếm được tin tức, phụ vương ít ngày nữa liền muốn bế chết nhốt. Vương hầu cảnh làm sao lại dễ dàng như vậy đột phá? Đặc biệt là quân vương nhiễm long mạch, càng là cửu tử nhất sinh, này là cơ hội của chúng ta. Cửu hoàng tử Hạ Vân Nhiên, cả người tỏa ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức, ẩn ẩn có từng tia quỷ khí tràn ngập, khóe miệng lộ ra một vệt kích động nụ cười. Điện hạ nói không sai, Trần Duy Sơn đã trong bóng tối nương nhờ vào chúng ta. Mông Ngao cũng bị trọng thương ở Trấn Yêu Vương phủ dưỡng thương, bây giờ Ngự Lâm quân rắn mất đầu, chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chỉ muốn bắt lại Vương Đô Thành, đại sự thành rồi. Sắc mặt trắng bệch Mạc tiên sinh khẽ mỉm cười nói, ánh mắt của hắn rất âm lãnh, phảng phất có quỷ hỏa đang nhảy nhót, để người xem ra không rét mà run. Hạ Vân Nhiên đè xuống kích động trong lòng, gật gật đầu nói, không sai. Mạc tiên sinh, truyền lệnh Trần Duy Sơn, điều động đại quân, nghe ta hiệu lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi sự. Rõ, Mạc tiên sinh khom người ứng nói. Thế nhưng Hạ Vân Nhiên không có phát hiện chính là, Mạc tiên sinh trong đôi mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo âm trầm quỷ khí. Vương Đô Thành thành Bắc, một chỗ cũ nát dân trong nhà. Một cái cả người trùm trong hắc bào bóng người, trong đôi mắt lộ ra một tia sát khí lạnh như băng, nói, Lăng Tiêu đã rời đi Vương Đô Thành, tự nhiên biết có người đối phó hắn, mục tiêu của chúng ta là Trấn Yêu Vương Phủ. Tiêu Mộc, Liễu Hùng Phi, Mông Ngao, không giữ lại ai, rõ. Phía dưới một đám người mặc áo đen ầm ầm đồng ý, sau đó thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền tránh ra phòng ốc. Này Bát Hoang vực, nên trở rời rồi, người áo đen chậm rãi nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn cùng khát máu ánh sáng, chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Vương Đô Thành, ở Lăng Tiêu sau khi rời đi, trong nháy mắt trở nên ám lưu dâng trào lên. Mà hết thảy này, Lăng Tiêu cũng không biết. Hắc ưng bay qua mênh mông vùng quê, bay qua vô tận đại hà hồ nước, bay qua từng tòa thành lớn. Ở một ngày một đêm về sau, hướng về một mảnh hoang vu bên trong dãy núi bay đi. Thiên địa phảng phất trở nên bất tỉnh tối sầm lại, trên hư không mây đen cuồn cuộn, có lôi đình tràn ngập, vang lên từng trận sấm sét. Mà phía dưới là một mảnh hoang vu sơn mạch, kéo dài hơn ngàn dặm, dĩ nhiên tất cả đều là màu đen núi đá, không có một tia màu xanh lục, phảng phất là bị đại lửa đốt qua giống như vậy, rách nát, hoang vu, ẩn ẩn còn tỏa ra một luồng làm cho tâm thần người rung động sát khí. Nơi này là Bát Hoang Sơn. Trước đây đã từng là Bát Hoang vực trung ương, cũng là cường đại nhất đại thiên cổ nước đô thành, chỉ là thời gian vạn năm đi qua, Thương Hải tăng điền, đại thiên cổ nước biến mất, vùng đất này cũng thành năm đó trận kia đại kiếp nạn khốc liệt nhất địa phương. Các ngươi nhìn đến phía dưới màu đen sơn mạch, vậy cũng là bị máu tươi nhuộm dần, trải qua vô số năm mới đã biến thành dáng vẻ hiện tại. Hạ Long chậm rãi nói ra, trong thanh âm có một tia tang thương cùng cảm khái. Bị máu tươi nhuộm dần sơn mạch, này Bát Hoang Sơn xem ra kéo dài hơn ngàn dặm. Năm đó đến cùng chết rồi bao nhiêu để người, mới đã biến thành dáng vẻ hiện tại. Nghe được Hạ Long lời nói, tất cả mọi người là không khỏi hơi biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Thời gian quá xa xưa, thế nhưng có người nói, cái kia một hồi trong đại kiếp, Bát Hoang vực sinh linh 10 không còn một. Hạ Long nói ra, 10 không còn một, liền ngay cả Lăng Tiêu vẻ mặt cũng thay đổi. Cả Bát Hoang vực ngàn tỷ nhân khẩu, cuối cùng 10 không còn một, vậy rốt cuộc là bao nhiêu sinh linh chết đi? Đến cùng là dạng gì đại kiếp nạn sẽ kinh khủng như thế? Tất cả mọi người là có chút âm u, nhìn phía dưới hoang vu Bát Hoang Sơn, mọi người biểu hiện đều là rất nghiêm túc, trong lòng cũng có chút trầm trọng. Nhưng vào lúc này, thiên địa ầm ầm, xa xa ánh sáng rừng rực, một đạo kinh khủng ánh chớp đến từ trên trời, trực tiếp hướng về Lăng Tiêu đám người đánh tới. Chương 242, Tứ Đại Cổ Quốc. Không được, Hạ Long biến sắc, liền ngay cả Hắc Ưng trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sợ hãi. Đung đưa cánh khổng lồ bỗng nhiên lắc mạnh mở. Lăng Tiêu bọn người là lay động kịch liệt,
suýt chút nữa thì từ hắc ưng bên trên ngã xuống tới. Ầm ầm, cái kia đạo màu đen tia lôi dẫn rừng rực lóa mắt, ẩn chứa kinh khủng sát khí, trong nháy mắt liền đem phía dưới một tòa đỉnh núi nhỏ đụng phải nát tan. Thiên địa rung động, cát bay đá chạy, đại địa đều ở ầm ầm vang vọng, khí thế cực kỳ kinh người. Ánh chấp tản đi, lộ ra một vị to lớn con cọp màu trắng, cả người vòng quanh rừng rực chấp giật, lưng mọc hai cánh, tứ chi mạnh mẽ, bộ lông thuần trắng, cả người tinh lực cường thịnh cực kỳ. Trong mắt của nó bên trong phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, cả người tỏa ra một cỗ kinh khủng sát khí, để người nhìn một chút liền không khỏi cả người run rẩy. Ha ha ha, Hạ Long, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là như thế không tiền đồ. Thời gian 10 năm, mới đột phá 4 tầng cảnh giới, thật là một rác rưởi. Một đạo phóng đãng bất kham tiếng cười lớn từ trên lưng hổ truyền đến. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy ở cái kia tôn lão hổ trên lưng, đứng một cái giống như tháp sắt tráng hán, cả người tinh lực cuồn cuộn, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Mà phía sau hắn, đứng 9 cái khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm thanh niên nam nữ, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra 10 phần ngạo khí vẻ mặt. Quản hổ, lại là ngươi. Hạ Long mắt sáng lên, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến vô cùng khó coi. Đồng thời hắn còn có chút khiếp sợ, đối diện cái kia tháp sắt tráng hán quản hổ, dĩ nhiên đã là thiên nhân cảnh 6 tầng tu vi, 10 năm trước hai người bọn họ cùng vì là thiên nhân cảnh 1 tầng, nhưng không nghĩ tới thời gian 10 năm, giữa hai người chênh lệch liền kéo ra. Khốn nạn, Lý Thừa Phong đám người trong ánh mắt đều là lộ ra một chút giận dữ. Những này người quá kiêu ngạo, quá vô sỉ, dĩ nhiên trực tiếp đánh tới, nếu không là hắc ưng lần đi nhanh, nhất định phải chịu thiệt thòi lớn. Thiên sĩ lôi hổ, là đại hoàng cổ quốc người. Lệnh Thanh Thanh mắt sáng lên, lộ ra một tia ngưng trọng. Thiên sĩ lôi hổ chính là đại hoàng cổ quốc quốc thú, có người nói đã sớm đạt đến yêu thú cấp 6 đỉnh cao, chỉ kém một tia liền có thể vượt qua lôi kiếp, trở thành cấp 7 yêu vương, mà trí tuệ càng là cùng thường nhân không khác. Hắc ưng tuy rằng cũng rất thần tuấn, nhưng cùng thiên sĩ lôi hổ so ra, còn có chênh lệch không nhỏ. Càng thêm vào lôi đình chi lực chính là tất cả sinh linh khắc tinh, vì lẽ đó hắc ưng nhìn thấy thiên sĩ lôi hổ về sau, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia nhân tính hóa e ngại vẻ. Mà thiên sĩ lôi hổ bên trên, cái kia 9 cái thanh niên nam nữ khí độ bất phàm, dĩ nhiên tất cả đều là tông sư cảnh tu vi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, đại hoàng cổ quốc so với đại hoàng cổ quốc xác thực phải mạnh hơn một bậc. Hạ Long, 10 năm trước từ biệt, đương thời ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, không nghĩ tới 10 năm trôi qua, ngươi vẫn là như thế không tiền đồ. Không đơn thuần là ngươi, liền ngay cả đại hoàng cổ quốc trẻ tuổi một đời, đều là càng ngày càng không chịu nổi, thậm chí ngay cả một cái long hổ cảnh 4 tầng thiếu niên, đều có tư cách tiến vào âm dương cốc. Quản hổ bật cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Hạ Long sau lưng 9 người, đặc biệt là đang nhìn đến Lăng Tiêu về sau, khóe miệng xem thường tâm ý càng nồng. Lăng Tiêu hơi sững sờ, đây là bị rất khinh bỉ. Mà nguyên bản mặt lộ vẻ vẻ giận dữ Lý Thừa Phong đám người, vẻ mặt cũng đều là có chút cổ quái. Lăng Tiêu đây chính là long hổ cảnh 1 tầng liền có thể đánh bại Xà Thiên Lạc ngoan nhân, đại hoàng cổ quốc lại dám coi thường hắn. Hạ Long ánh mắt cũng là có chút quái lạ, sau đó cười lạnh một tiếng nói, quản hổ, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Ta đánh cực ngươi đại hoàng cổ quốc người, không có một người là đối thủ của hắn. Hạ Long vừa dứt lời, quản hổ sau lưng cái kia 9 cái thanh niên nam nữ ánh mắt đều là rơi vào Lăng Tiêu trên thân, khóe miệng không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười lạnh lùng cùng xem thường. Hạ Long, người cũng thật là nói khoác không biết ngượng a. Chỉ là long hổ cảnh 4 tầng, cũng dám buông lời cuồng ngôn. Cùng ngươi đánh cực một ván lại có làm sao, nếu là ngươi thắng, viên này long tiên thảo sẽ là của ngươi. Nếu là ngươi thua, liền đem trên người ngươi cái kia khối bản long đeo cho ta, có dám hay không? Quản hổ con ngươi đảo một vòng, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cây màu vàng đen tiểu thảo, tản ra một cỗ thần bí ánh sáng. Coi trọng của ta bản long đeo rồi. Bất quá chỉ sợ ngươi là đánh sai chú ý. Ngày hôm nay này Long Tiên Thảo, ta chắc chắn phải có được. Hạ Long trong ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, cười gần nói. Bàn Long đeo chính là trên người hắn duy nhất một kiện tuyệt phẩm bảo khí, hơn nữa còn là một kiện cổ bảo, có thể hấp thu Long Mạch địa khí, để người ở bất chi bất giác bên trong thoát thai hoán cốt, mạnh mẽ khí huyết. Quản hổ chính là luyện thể cường giả, đối với bàn Long đeo thèm nhỏ dãi đã lâu. Lăng Tiêu cũng là có chút không nói gì. Đây quả thực là tai bay vạ gió, chính mình tu vi thấp dĩ nhiên cũng rước lấy phiền phức, hơn nữa Hạ Long không trải qua hắn đồng ý liền định ra rồi đánh cuộc, để hắn cũng là có chút khó chịu. Nhưng so sánh với nhau, đại hoàng cổ quốc những một kia mỗi người mũi vỉnh lên trời ra hỏa, càng để Lăng Tiêu khó chịu. Đánh cuộc gì, ha ha ha, như thế chuyện thú vị,
làm sao có thể thiếu được ta. Nhưng vào lúc này, lại có một giọng già nua ở trong hư không vang lên. Vèo, xa xa bay tới một đạo kiếm lớn màu đen, tản ra ma khí ngập trời, mình mông cuồn cuộn đến từ trên trời. Ở bên trên cự kiếm, đứng một người mặc áo bào đen, trên mặt mang theo nụ cười ông lão, phía sau cũng theo 9 cái khí độ bất phàm thanh niên nam nữ. Đại Hồng Cổ Quốc người, đến. Lăng Tiêu mắt sáng lên, Đại Hồng Cổ Quốc đứng sau lưng Tịch Diệt Ma Tông, trong nước lấy ma tu vì chủ, vì lẽ đó liền ngay cả cầm đầu ông lão kia, đều là một vị ma tu cường giả, thiên nhân cảnh 5 tầng. Dương Hòe, là ngươi. Hạ Long cùng Quản Hổ đều là trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, nói ra cái kia thân phận của ông lão. Chủ yếu hơn chính là, Lăng Tiêu từ Hạ Long cùng Quản Hổ trong ánh mắt, thấy được một tia mịt mờ vẻ kiêng dè, xem ra cái này Dương Hòe nên thật không đơn giản. Hai vị, đã lâu không gặp, nghe nói các người muốn đánh cược gì, không bằng thêm ta một cái thế nào. Dương Hòe rất hứng thú nhìn Hạ Long cùng Quản Hổ một chút nói. Thế nhưng, Hạ Long cùng Quản Hổ còn chưa mở lời, liền có một đạo trong trẻo mà thanh âm quyến rũ ở trên hư không vang lên. Ba vị đại ca, bát hoang bí cảnh liền muốn mở ra, các ngươi còn có tâm tình ở đây đánh cược. Nếu là làm trễ nải Âm Dương Cốc, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Xa xa hư không, bay tới một chiếc thanh sắc hư không bảo thuyền, tản ra hào quang óng ánh, đồng thời có nhàn nhạt hương gió đập vào mặt. Ở trên hư không bảo trên thuyền, đứng một người mặc cung trang người Mỹ phụ, vóc người cao gầy, đường cong linh lung, khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng quyến rũ cùng mê người khí tức. Nàng xem ra rất đẹp, bất quá hơn 30 tuổi, nhưng nhiều hơn mấy phần thành thục phong vận, giống như thành thục mật đào, có một loại khác mê hoặc. Sau lưng nàng, cũng có được 9 cái thanh niên nam nữ, từng cái khí tức cường đại, mang trên mặt thiên tài đặc hữu ngạo khí. Không cần phải nói, Lăng Tiêu liền biết, Đại Huyền Cổ Quốc đến. Mà nhìn thấy đám người kia, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, không biết Cơ Phi Huyên hiện tại thế nào rồi. Chương 243, Bát Hoang Bí Cảnh, hóa ra là Cơ Nhu em gái, ha ha ha, nhiều năm không gặp, Cơ Nhu em gái vẫn là xinh đẹp như vậy. Quản Hổ nhìn thấy hư không bảo trên thuyền người Mỹ phụ, nhất thời ánh mắt sáng lên, lộ ra một tia nóng rực vẻ mặt, cười to nói. Cơ Nhu nhàn nhạt nhìn Quản Hổ một chút, không hề có phản ứng hắn, mà là hướng về Hạ Long khẽ mỉm cười nói, Hạ đại ca, đã lâu không gặp, luôn luôn được không? Hạ Long thấy được Cơ Nhu, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia phức tạp, chậm rãi đáp nói, đa tạ Cơ Nhu em gái mong nhớ, ta rất tốt. Dương Hòe nhìn Cơ Nhu, lại nhìn Hạ Long một chút, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Mà Quản Hổ sắc mặt nhưng là trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Cơ Nhu đối với hắn nhắm mắt làm ngơ, trái lại đối với Hạ Long rất nhiệt tình, nhất thời để hắn cảm giác được phảng phất gặp vô cùng nhục nhã, trong ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh vẻ. Lăng Tiêu không có chú ý này tứ đại thiên nhân cảnh cường giả trong lúc đó vi diệu quan hệ, ánh mắt nhưng là rơi vào tứ đại cổ quốc những thiên tài đó trên thân. Những này người có thể nói đều là đại hoang cổ quốc đối thủ cạnh tranh, tuy nói Âm Dương Cốc rất an toàn, mọi người từng người luyện hóa âm dương sát khí, sẽ không có cái gì xung đột, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ có tranh đấu. Hơn nữa, từ trước mắt đội hình đến mở, đại hoang cổ quốc tựa như là yếu nhất một phương. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại hoàng cổ quốc 9 cái thanh niên nam nữ, tất cả đều là tông sư cảnh cường giả, bị mọi người các ngôi sao vây quanh mặt trăng người thanh niên kia, thân mặc màu đen dao long bào, khí độ bất phàm, xem ra rất anh tuấn, ẩn ẩn cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Tu vi của hắn đạt đến tông sư cảnh 6 tầng, mà đại hồng cổ quốc 9 người, cũng đều là tông sư cảnh tu vi, cầm đầu là một cái xem ra rất hán tử khôi ngô, tóc đen rối tung, ánh mắt như điện, cả người tỏa ra một cỗ cường đại ma khí, phóng đãng bất kham. Rất có xâm lược tính. Tu vi của hắn cũng đạt tới tông sư cảnh 5 tầng. Đại Huyền cổ quốc nhưng là Lăng Tiêu chú ý nhất một cái, 91 thiên tài bên trong, lại có 6 nữ tử, mỗi một người đều rất xinh đẹp, cả người tỏa ra một khí chất xuất trần, mà 3 nam tử cũng đều là khí chất bất phàm, phong độ phiên phiên. Nhưng để Lăng Tiêu hơi kinh ngạc chính là, Đại Huyền cổ quốc cầm đầu thiếu nữ kia, xem ra 16-17 tuổi, con mắt rất sáng, da thịt trong suốt như ngọc, trên mặt có một tấm lụa mỏng, khí chất siêu nhiên. Đứng ở trong đám người, tự có một loại khí chất thần bí, khác nào Trích Lạc phàm trần tiên tử. Mà tu vi của nàng, dĩ nhiên chỉ có Long Hổ cảnh 9 tầng, nhưng nhìn dáng dấp, Đại Huyền cổ quốc mọi người đối với nàng đều 10 phần chịu phục. Trái lại Đại Hoang cổ quốc một phương này, tu vi tối cao Lệnh Thanh Thanh cùng Trần Phong Đạo, cũng chỉ là tông sư cảnh 3 tầng, Lăng Tiêu, Hạ Hồng Tụ cùng Hưu Vân đều chỉ là Long Hổ cảnh tu vi. Vì lẽ đó nhìn qua, Đại Hoang cổ quốc là yếu nhất một phương. Bất quá đại hoang cổ quốc mọi người cũng là nhất có niềm tin, dù sao Lăng Tiêu sức chiến đấu căn bản không thể dùng tu vi để cân nhắc,
liền ngay cả Xà Thiên Lạc đều thua ở Lăng Tiêu trong tay, mặt khác ba đại cổ quốc người, tự nhiên không thể đối với Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp gì. Lăng Tiêu, tuy rằng chúng ta ở Âm Dương Cốc bên trong cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng ngươi vẫn là muốn coi trọng ba người này. Lý Thừa Phong ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba đại cổ quốc, hơi có chút nghiêm nghị. Ồ, Lăng Tiêu cười nhạt nói, ta biết sức chiến đấu của ngươi rất mạnh, thế nhưng mặt khác ba đại cổ quốc thiên tài bên trong, cũng có mấy cái nhân vật hung ác. Vị kia tên là Hoàng Vân Chí, chính là đại hoàng cổ quốc thất hoàng tử, cũng là đại hoàng cổ quốc trẻ tuổi nhân vật thiên tài nhất, năm nay gần 20 tuổi liền đạt đến tông sư cảnh 6 tầng, càng truyền thuyết tu luyện đại hoàng cổ quốc thiên cấp công pháp Cửu Long Phá Thiên Công, cùng Xà Thiên Lạc muốn so sánh với cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Lý Thừa Phong nhìn đại hoàng cổ quốc bên trong cái kia trên người mặc hắc giao long bào thanh niên, chậm rãi nói. Hoàng Vân Chí sao? Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn có thể từ Hoàng Vân Chí trên thân, cảm giác được một luồng nhàn nhạt long uy, khí tức 10 phần mạnh mẽ, thiên phú so với Xà Thiên Lạc xác thực cũng không kém bao nhiêu. Vị kia tên là Hồng Sát, đại hồng cổ quốc một vị thiên tài tuyệt thế, có người nói tư chất không kém gì Xà Thiên Lạc, bị đại hồng cổ quốc quân vương ban xuống 9 thiên ma công. Mặc dù chỉ là tông sư cảnh 5 tầng, có người nói từng giết qua tông sư cảnh 9 tầng cường giả. Lý Thừa Phong ánh mắt chuyển hướng đại hoàng cổ quốc cái kia đầy người ma khí hán tử bên trên. Đặc biệt nhất chính là đại huyền cổ quốc vị này, Cơ Thủy Giao. Lý Thừa Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia đeo khăn che mặt thiếu nữ trên thân, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Cơ Thủy Giao chính là đại huyền cổ quốc công chúa, có người nói chính là hiện nay đại huyền cổ quốc nữ hoàng muội muội, tư chất siêu tuyệt. Mặc dù chỉ là long hổ cảnh 9 tầng tu vi, nhưng thực lực cực cường, tông sư cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của nàng. Nếu bàn về thiên phú, nàng là này 36 người bên trong, trừ ngươi ra, quái dị nhất một cái. Lý Thừa Phong chậm rãi nói ra, Cơ Thủy Giao sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong đầu nổi lên Cơ Phi Huyên cái kia tuyệt đại phong hoa khuôn mặt. Hay là, có thể từ Cơ Thủy Giao nơi đó hỏi thăm được Cơ Phi Huyên tình huống bây giờ. Ầm ầm ầm, mọi người tại Bát Hoang Sơn chờ đợi một hồi về sau, liền thấy trên bầu trời, lôi đình gào thét, ánh sáng mênh mông, rừng rực đích lôi mang lấp lóe, tỏa ra một luồng hủy thiên diệt địa khí tức. Mà cả Bát Hoang Sơn cũng bắt đầu bịt kín một gợn sóng thần bí. Răng rác, từng đạo chớp giật xẹt qua hư không, trong mơ hồ, hư không đều đang vặn vẹo, đối mặt loại này thiên địa oai, để mọi người vẻ mặt đều là hơi đổi. Mà Lăng Tiêu, nhưng từ này mảnh thần bí lôi đình bên trong, cảm thấy một tia lực lượng thần bí không gian rung động. Là Bát Hoang bí cảnh sao? Lăng Tiêu hai mắt hơi nheo lại. Đại hồng cổ quốc Dương Hòe, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, hít sâu một hơi nói, lại đến phong ấn yếu nhất thời điểm, chư vị, lấy ra Bát Hoang lệnh, theo ta đồng thời đánh mở Bát Hoang bí cảnh. Hảo, không thành vấn đề, động thủ đi, Hạ Long, Quản Hổ cùng Cơ Nhu trong ánh mắt cũng đều là lộ ra một tia phong mang, theo tiếng nói. Siêu 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 siêu, nhưng vào lúc này, tứ đại thiên nhân cảnh cường giả trong tay mỗi người đều xuất hiện một viên lệnh bài cổ xưa, xem ra không phải vàng không phải ngọc, nhưng vào đúng lúc này đồng thời phiêu lơ lửng, tỏa ra hào quang óng ánh, đồng thời có một loại cổ lão mà khí tức thần bí lan ra. Huyền, Hoàng, Hồng, Hoang, bốn trên miếng lệnh bài, bốn cái cổ lão chữ lớn tản ra hào quang óng ánh, vào đúng lúc này đồng thời đan xen vào nhau, sau đó hóa thành một đạo cực kỳ thần bí cột sáng, bắn về phía trong hư không lôi đỉnh dày đặc nhất địa phương. Mà Dương Hoè, Hạ Long, Quản Hổ cùng Cơ Nhu tứ đại thiên nhân cảnh cường giả vẻ mặt vào đúng lúc này đều là biến ngưng trọng lên, đồng thời bùng nổ ra tu vi mạnh mẽ, quán chú đến bốn viên lệnh bài bên trong, để cột sáng kia càng phát óng ánh lên. Răng rác, vòm trời rung động, lôi đình càng phát rừng rực lên, ẩn ẩn tạo thành một mảnh minh mông lôi hải, bắt đầu chung quanh kích đống lên. Mà Lăng Tiêu nhưng cảm giác nhạy cảm đến, cái kia bốn viên lệnh bài lại như là bốn chiếc chìa khóa như thế, xuyên qua hư không, mở ra trong cõi u minh một đạo thần bí môn hộ. Ầm ầm ầm, trong hư không hào quang tỏa sáng, phảng phất có sóng gợn tràn ngập, một đạo thần bí môn hộ ầm ầm động mở. Một loại thần bí, cổ lão, mênh mông khí tức từ trong cánh cửa truyền đến, phảng phất dẫn tới một thế giới khác giống như vậy, tất cả đều là cực kỳ hào quang rừng rực. Chương 244, Cơ Thủy Giao. Các ngươi lấy Lăng Tiêu dẫn đầu, mau chóng tiến vào Bát Hoang bí cảnh bên trong. Nhớ kỹ, Âm Dương Cốc vị trí đều đã nói cho các ngươi biết, sau 3 ngày mở ra. Mà chỗ này môn hộ cũng chỉ có thể đủ duy trì 10 ngày, sau 10 ngày các ngươi nhất định phải toàn bộ đi ra, nếu không thì liền muốn ở bên trong ngốc trên 10 năm. Hạ Long ánh mắt đảo qua Lăng Tiêu 9 người, chậm rãi nói ra. Rõ, Lăng Tiêu đám người tất cả khom người ứng nói, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra kích động cùng thần sắc mong đợi. Mà giờ khắc này, Đại Hồng Cổ Quốc cùng Đại Huyền Cổ Quốc người cũng đã xuất trước tiên tiến vào trong cánh cửa,
đại hoàng cổ quốc mọi người tại Hoàng Vân Chí dẫn dắt đi, cũng là không cam lòng lạc hậu thả người lao đi. Nhưng Lăng Tiêu lại nhạy cảm phát hiện, đại hoàng cổ quốc trong 9 người, có người đối với mình lộ ra một vệt mịt mờ sát cơ, nhưng theo bọn họ tiến vào bát hoang bí cảnh, cũng là biến mất không thấy. Chẳng lẽ, là vạn thú môn người sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng Lý Thừa Phong, Lệnh Thanh Thanh đám người đồng thời cũng đều là thả người lướt vào đến bát hoang bí cảnh bên trong. Lăng Tiêu xem như là nhìn ra rồi, này bát hoang bí cảnh có một tầng cường đại phong ấn, sở dĩ 10 năm mở ra một lần, hẳn là không quá 10 năm phong ấn lực lượng mới có thể đạt đến yếu nhất, từ đại thiên nhân cảnh mới có thể dựa vào bát hoang lệnh, mạnh mẽ mở ra bát hoang bí cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà bát hoang bí cảnh bên trong các loại bảo tàng, truyền thừa, ở đây mấy ngàn năm thời gian trong, sớm đã bị mấy đại võ đạo thánh địa cướp đoạt không còn một mống. Cả bát hoang bí cảnh, cũng chỉ có một chỗ âm dương cốc vẫn tính là có chút giá trị, bị tứ đại cổ quốc cùng chung. Lăng Tiêu đi qua môn hộ, trước mắt ánh sáng rừng rực lóa mắt, quanh thân đều phảng phất có một loại sức mạnh thần bí quấn quanh, đợi đến ánh sáng tản đi thời điểm, Lăng Tiêu mới nhìn đến chính mình đi vào một chỗ xa lạ trong thiên địa. Nơi này trời là mờ mịt, đại địa mênh mông, xa xa có từng tòa núi lớn vụt lên từ mặt đất, tỏa ra một luồng rách nát cùng khí tức cổ xưa. Chư vị, âm dương cốc còn có 3 ngày mới mở ra, này bát hoang bí cảnh 10 phần rộng lớn, nói không chắc liền sẽ có bảo vật quý giá cùng truyền thừa, mọi người bằng bản lãnh của mình đi, chúng ta đi trước một bước, sau 3 ngày thấy. Hồng Sát trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, hướng về mọi người chắp tay nở nụ cười, mang theo đại hồng cổ quốc 8 người xoay người rời đi. Thủy Giao công chúa, bát hoang bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, không bằng các ngươi cùng ta đại hoàng cổ quốc kết bạn mà đi làm sao. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt của ngươi. Hoàng Vân Chí nhìn Cơ Thủy Giao một chút, khẽ mỉm cười nói. Không cần, đa tạ thất hoàng tử hảo ý. Cơ Thủy Giao nhàn nhạt nhìn Hoàng Vân Chí một chút, sau đó đi thẳng tới Lăng Tiêu trước mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia tò mò, người chính là Lăng Tiêu. Không sai, chính là ta. Lăng Tiêu cười nhạt nói. Rất tốt, ngươi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cơ Thủy Giao nhàn nhạt nói ra, âm thanh lành lạnh mà ngạo nghễ. Tất cả mọi người là hơi sững sờ. Cơ Thủy Giao dĩ nhiên nói phải bảo vệ Lăng Tiêu. Nhưng là tiểu tử này xem ra chỉ là long hổ cảnh 4 tầng tu vi, có thể nói là lần này tiến vào bát hoang bí cảnh bên trong tu vi yếu nhất một cái. Hắn có tài cán gì, có thể bị Cơ Thủy Giao coi trọng. Tất cả mọi người biết Cơ Thủy Giao thiên phú tuyệt luân, nhưng truyền thuyết Cơ Thủy Giao dung mạo càng là có thể để thiên địa thất sắc, đẹp đến cực hạn. Hơn nữa tính tình của nàng cực lạnh. Cái kia chút võ đạo thánh địa đệ tử thiên tài đều không bị nàng tiếp đãi, Lăng Tiêu lại là người nào? Mà Hoàng Vân Chí nụ cười trên mặt nhưng là trong nháy mắt cứng lại rồi, ánh mắt có chút trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới Cơ Thủy Giao không cho mặt mũi như vậy, thế nhưng Cơ Thủy Giao nhưng để đại hoang cổ quốc một cái long hổ cảnh 4 tầng thiếu niên theo nàng, đây không phải đánh hắn Hoàng Vân Chí mặt sao? Cái này, chỉ sợ không cần chứ. Đa tạ công chúa hảo ý, này bát hoang bí cảnh bên trong nên không có nguy hiểm gì, ta có thể bảo vệ mình. Lăng Tiêu sững sờ, khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Không nghĩ tới Cơ Phi Huyên vị muội muội này cũng thật là rất hung hăng, tới liền nói phải bảo vệ hắn, hơn nữa không có chút nào cho hắn chỗ thương lượng. Không sai, Thủy Giao công chúa, lấy Lăng Tiêu tu vi sức chiến đấu, ở đây bát hoang bí cảnh bên trong, có thể uy hiếp được của hắn, nên vẫn không có. Ngài mời trở về đi, Lệnh Thanh Thanh trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia cảnh giác, lên trước một bước đứng ở Lăng Tiêu bên cạnh. Chẳng biết vì sao. Làm nàng nhìn thấy Cơ Thủy Giao nói phải bảo vệ Lăng Tiêu thời điểm, trong lòng dĩ nhiên vô cùng khó chịu. Chỉ là long hổ cảnh 4 tầng, cũng dám to mồm phét lắc như vậy. Đừng đến thời điểm chết tại bát hoang bí cảnh bên trong, trêu chọc người chê cười. Hoàng Vân Chí trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, cười gần nói. Ở bát hoang bí cảnh phía ngoài thời điểm, Hạ Long liền nói Lăng Tiêu mặc dù chỉ là long hổ cảnh 4 tầng, nhưng có tông sư cảnh sức chiến đấu, để hắn vốn là rất khó chịu. Giờ khắc này nghe được Lệnh Thanh Thanh lời nói, hắn nhất thời liền không nhịn được phát tác. Hoàng Vân Chí, người miệng đặt sạch sẽ điểm. Lăng Tiêu nếu là ra tay, người cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý Thừa Phong trong ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, lạnh giọng nói. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha, Hoàng Vân Chí sững sờ, lập tức liền bắt đầu cười lớn. Đại hoàng cổ quốc mọi người cũng đều giống như nghe được cái gì chuyện cười như thế, theo Hoàng Vân Chí cười ha ha. Lăng Tiêu bất quá là long hổ cảnh 4 tầng, mà Hoàng Vân Chí nhưng là đại hoàng cổ quốc thiên tài số 1, tông sư cảnh 6 tầng tu vi, Lý Thừa Phong dĩ nhiên nói Hoàng Vân Chí không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, bọn họ tự nhiên đều cảm giác được cực kỳ buồn cười.
coi như là cái kia chút võ đạo thánh địa chân truyền đệ tử, cũng không dám nói lấy long hổ cảnh tu vi có thể đánh bại Hoàng Vân Chí, Lăng Tiêu lại là kia dễ hành. Lăng Tiêu ánh mắt hơi híp lại, lạnh nhạt ánh mắt đảo qua Hoàng Vân Chí, cùng với phía sau hắn cái kia tám cái đại hoàng cổ quốc thiên tài. Làm sao, tiểu tử ngươi không phục sao? Có tin ta hay không đại hoàng cổ quốc tùy tiện một người đi ra, ngươi cũng đi không được một chiêu. Lăng Tiêu bộ kia lạnh nhạt ánh mắt, để Hoàng Vân Chí hết sức khó chịu, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi có thể thử xem, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết phải không? Hoàng Vân Chí ánh mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm lên. Chỉ là một cái long hổ cảnh bốn tầng tiểu tử dám khiêu khích hắn, Hoàng Vân Chí trong lòng đang tức giận sau khi, cũng sinh ra một tia sát cơ. Cơ Thủy Giao lông mày hơi nhíu lại, nhìn Hoàng Vân Chí một chút nói, thất hoàng tử, ngươi có thời gian còn không bằng đi bát hoang bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, vì sao phải cùng một cái long hổ cảnh thiếu niên phân cao thấp? Hoàng Vân Chí mắt sáng lên, cười nhạt nói, Thủy Giao công chúa nói không sai. Ngày hôm nay ta liền không chấp nhặt với bọn họ, tiểu tử, sau đó thủ đoạn vừa sáng một chút, có mấy người không phải ngươi có thể đắc tội, ngày hôm nay ta cấp Thủy Giao công chúa một bộ mặt, lần sau nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Chúng ta đi, Hoàng Vân Chí lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, nhưng sau đó xoay người mang theo đại hoàng cổ quốc người rời đi. Lăng Tiêu, nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm gì, có thể tới tìm ta. Đại hoàng cổ quốc, vẫn là quá yếu, Cơ Thủy Giao nhàn nhạt nói ra, nhưng sau đó xoay người mang theo đại huyền cổ quốc người đi. Chương 245, Song Tử Sơn. Khốn nạn, Lý Thừa Phong ánh mắt rất khó coi, hận hận nói ra, Lăng Tiêu, ngươi làm sao không dạy dỗ Hoàng Vân Chí một trận. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, lại dám coi thường ngươi. Liền Xà Thiên Lạc đều thua ở trong tay ngươi, Hoàng Vân Chí lại đáng là gì đồ vật. Không sai, Lăng Tiêu, theo ta thấy, ngươi nên giáo huấn tiểu tử kia một hồi. Lệnh Thanh Thanh cũng là một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ nói. Lăng Tiêu cười nhạt nói, đại hoàng cổ quốc người không đáng sợ, lúc nào giáo huấn đều giống nhau. Mấu chốt nhất là, này bát hoang bí cảnh chúng ta dù sao là lần đầu tiên đến, nhất định phải muốn biết rõ ràng có cái gì ẩn tại nguy hiểm, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu tiến vào bát hoang bí cảnh chi về sau, cũng cảm giác được phảng phất bị món đồ gì nhìn chằm chằm như thế, cả người đều cảm giác được rất không thoải mái. Hơn nữa, đại hoàng cổ quốc chín người kia bên trong, ẩn ẩn truyền đến một loại cảm giác nguy hiểm, vì lẽ đó Lăng Tiêu mới không có ra tay, không muốn bại lộ thực lực. Lăng Tiêu bây giờ bức thiết nhất, chính là biết rõ bát hoang bí cảnh tình huống, muốn tìm được loại kia để trong lòng hắn bất an đồ vật đến cùng là cái gì. Đối với Hoàng Vân Chí khiêu khích, theo Lăng Tiêu nhưng căn bản không tính là gì. Trần Phong Đạo, ngươi làm gì? Lý Thừa Phong mắt sáng lên, nhìn thấy Trần Phong Đạo cùng cửu hoàng tử cái kia tên là canh mới thủ hạ muốn ly khai, nhất thời lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm gì? Kha kha, tự nhiên là không muốn cùng với các ngươi. Ta có chuyện của chính mình, không rảnh bồi các ngươi ở đây chơi, ba ngày sau âm dương cốc thấy đi. Trần Phong Đạo cười lạnh một tiếng nói, sau đó cùng canh mới đồng thời cũng không quay đầu lại rời đi. Hai người bọn họ đi rồi về sau, đại hoàng tử thủ hạ, cũng chính là cái kia rất lạnh lùng biết điều thanh niên Trình Cương, cũng xoay người rời đi. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn sót lại Lăng Tiêu, Lệnh Thanh Thanh, Lý Thừa Phong, Hạ Hồng Tụ, Hưu Phong Hòa Hưu Vân sáu người. Khốn nạn, Lý Thừa Phong đích thì thầm một tiếng, đầy mặt đều là khó chịu vẻ mặt. Không sao, ba tên kia cũng là không yên tĩnh nhân tố, bọn họ đi rồi vừa vặn. Công chúa, ngươi là theo chúng ta đồng thời, vẫn là đơn độc hành động. Lệnh Thanh Thanh cười nhạt, sau đó nhìn về phía Hạ Hồng Tụ, sau đó lại liếc nhìn Lăng Tiêu một chút. Thanh Thanh tỷ, ta cùng ngươi đồng thời. Hạ Hồng Tụ khẽ mỉm cười nói, chúng ta huynh muội cũng theo mọi người. Hưu Phong Hòa Hưu Vân hai huynh muội cũng là vội vã tỏ thái độ. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền mang mọi người đi một chỗ. Lệnh Thanh Thanh chậm rãi nói ra, nơi nào, chẳng lẽ có cái gì bảo tàng sao? Lý Thừa Phong con mắt nhất thời sáng, hùng hục chạy tới hỏi. Nào có nhiều như vậy bảo tàng, coi như là có cũng đều bị mấy đại thánh địa giờ trống. Lệnh Thanh Thanh lườm một cái nói, bất quá ta nói nơi này, đối với chúng ta tu luyện đều là có nhiều chỗ tốt. Công bên dưới chủ điện cũng biết đạo nơi này. Lệnh Thanh Thanh liếc mắt nhìn Hạ Hồng Tụ. Hạ Hồng Tụ gật gật đầu, nói tin tức này cũng là tông môn sư tỷ nói cho ta biết. Ở bát hoang bí cảnh bên trong, có một chỗ bí ẩn linh tuyền, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh khí, tuy rằng không sánh được âm dương sát khí, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm, có thể giúp chúng ta nhanh chóng đột phá tu vi. Linh tuyền, Lăng Tiêu mắt sáng lên, không nghĩ tới này bát hoang bí cảnh bên trong vẫn còn có linh tuyền loại bảo vật này.
Linh tuyền bình thường là linh mạch nơi nồng nặc đến mức tận cùng uẩn nhưỡng mà ra thiên địa linh vật, mười phần quý giá, chỉ có cái kia chút võ đạo thánh địa mới tồn tại loại này bảo vật. Cái kia chỗ bí ẩn linh tuyền chính là năm đó đại thiên cổ nước lưu lại, tuy rằng hư hại, nhưng là đối với chúng ta 6 người tới nói, tuyệt đối đủ. Chỉ cần tìm được chỗ kia linh tuyền, chúng ta mỗi người chí ít đều có thể đột phá 1-2 trọng tu vi, bất quá chỗ đó cơ quan trọng, còn có trận pháp bao phủ, chúng ta chuyến này nhất định phải hành sự cẩn thận. Lệnh Thanh Thanh căn dặn nói, đã như vậy, cái kia nhanh đi a, tuyệt đối đừng bị cái khác người phát hiện. Lý Thừa Phong vội vã dục nói, Lăng Tiêu, ngươi xem coi thế nào. Lệnh Thanh Thanh nhìn Lăng Tiêu, cười hỏi, Hạ Hồng Tụ cùng Lý Thừa Phong đám người ánh mắt cũng đều là rơi xuống Lăng Tiêu trên thân, chờ hắn làm quyết định. Lăng Tiêu sức chiến đấu mạnh nhất, không tự chủ liền bị mọi người cho rằng thủ lĩnh. Nếu mọi người muốn đi tìm Linh Tuyền, ta cũng không ý kiến, đi thôi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Sau khi quyết định, Lăng Tiêu cùng Lệnh Thanh Thanh đám người liền xuyên qua bình nguyên bát ngát, hướng về xa xa mênh mông vô bờ bên trong dãy núi mà đi. Căn cứ Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ lấy được manh mối, Linh Tuyền liền ở trong dãy núi một chỗ cổ lão bên trong cung điện. Bát hoang bí cảnh bên trong, ngoại trừ bình nguyên bát ngát bên ngoài, chính là mênh mông mà cổ lão núi lớn, hơn nữa trên đường tùy ý có thể nhìn thấy thi hài cùng phá toái binh khí, đại địa khe ngang dọc, có núi lớn bị đánh mở. Không biểu hiện ra nơi này đã từng đã xảy ra đại chiến kịch liệt. Bên trong dãy núi, che trời cổ thụ san sát, tỏa ra một luồng mãng hoang khí, tuy rằng đem đại chiến dấu vết che đậy phần lớn, nhưng thông qua cái kia chút gãy vỡ ngọn núi, phá toái đại địa, cùng với tản ra khủng bố kiếm khí hồ nước, đều sẽ để Lăng Tiêu đám người kinh thán không thôi. Vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn, để bát hoang vực càn khôn phá toái, sơn hà đảo ngược, lưu lại khắp nơi quạnh hiu chiến trường, vĩnh viễn bị phong ấn lên. Năm tháng sương mù che đậy tất cả, để người đã không thể nào tìm tòi nghiên cứu vạn năm trước trận kia đại kiếp nguyên nhân. Nhưng Lăng Tiêu muốn làm rõ, vạn năm trước bát hoang vực đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn có thể đủ tìm tới Cẩm Thiết đám người manh mối. Lăng Tiêu trước sau tin tưởng, Cẩm Thiết còn sống, ở một nơi nào đó chờ hắn trở về. Vì lẽ đó dọc theo con đường này, Lăng Tiêu quan sát đều rất cẩn thận, cái kia chút phá toái cung điện, chết trận thi hài, tàn tạ binh khí đều bị hắn tinh tế dò xét một phen. Này vừa nhìn, Lăng Tiêu liền phát hiện có nhiều vấn đề. Vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, chẳng lẽ là cùng giữ yêu thú với nhau chiến tranh sao? Lăng Tiêu lông mày hơi nhíu lại, từ đâu chút thi hài bên trên lưu lại vết thương đến xem, rất nhiều đều là bị lợi chảo xé rách, bị hàm răng gặm nuốt, thậm chí binh khí trên đều lưu lại hàm răng dấu vết. Huyết dịch đã phơi khô, để trên mặt đất đều đã biến thành một mảnh màu đen. Lăng Tiêu dọc theo đường đi đều không nói gì, phảng phất cảm nhận được Lăng Tiêu trên thân loại kia hơi thở một ngạt. Lệnh Thanh Thanh đám người mặc dù có chút hiếu kỳ Lăng Tiêu hành vi, nhưng cũng không có quấy rối hắn. Mấy canh giờ về sau, làm Lăng Tiêu đám người thâm nhập đến mãng hoang đại sơn trong, nhìn thấy phía trước xuất hiện hai tòa cao vạn trượng to lớn song tử sơn thời gian, Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Song tử sơn, Linh Tuyền liền ở song tử sơn trung ương, chúng ta tăng nhanh tốc độ. Lệnh Thanh Thanh đối với Lăng Tiêu nói ra, mà Lăng Tiêu ánh mắt nhưng là híp lại, cái kia hai tòa ngọn núi to lớn cách rất gần. Đồng thời ẩn ẩn có một tia khủng bố vô cùng kiếm ý tràn ngập ra, phảng phất là hai tòa xuyên thẳng vân tiêu thần kiếm, để tinh thần của người ta đều đang run rẩy. Hơn nữa Lăng Tiêu phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì song tử sơn, mà là một tòa vạn trượng núi thần bị người từ trung ương phách mở, tạo thành hai ngọn núi. Kinh khủng như thế kiếm ý, kinh khủng như thế sức chiến đấu, phách mở tòa này vạn trượng núi thần người chí ít cũng là hoàng giả cảnh cường giả tuyệt thế. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Chương 246, Mê Tung Trận. Song Tử Sơn trung ương là nhất tuyến thiên, hai ngọn núi trong lúc đó chỉ có mười mấy tấm rộng, ngẩng đầu nhìn lại, vách núi rủ xuống xuyên thẳng vào thương thiên, già thiên tế nhật, có một loại mênh mông khí. Mà đi tới nhất tuyến thiên bên trong, Lăng Tiêu càng phát cảm giác được cái kia cỗ kiếm ý khủng bố, có thể ngưng tụ vạn năm mà không tiêu tan, loại này kiếm đạo thực tại khủng bố. Mọi người cẩn trọng một chút, Linh Tuyền nên liền ở phụ cận đây, mọi người cẩn thận tìm xem. Nhất tuyến thiên bên trong, bao phủ một tấm lụa mỏng giống như bạch sương mù, để tầm mắt của mọi người bị nghẹt, chỉ có thể lục lọi đi tới. Lệnh Thanh Thanh âm thanh có chút kích động nói ra, hai bên là màu đen vách núi, dưới chân đều là một ít đá vụn, mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ cảnh giác, cẩn thận hướng về trong sương mù trắng đi đến. Cũng không biết đi được bao lâu, Lăng Tiêu phát hiện vẫn không có đi ra bạch sương mù phạm vi bao phủ, hơn nữa Lăng Tiêu cảm giác được. Trước mắt bạch sương mù ở bồng bềnh trong lúc đó, ẩn ẩn có một tia thần bí nhịp điệu. Dừng lại, chúng ta đã xa vào đến trong trận pháp, không nghĩ tới a, dĩ nhiên gặp một chỗ thiên nhiên mê tung đại trận.
Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, chậm rãi nói ra. Mê Tung đại trận, Lệnh Thanh Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sai, nếu là ta đoán không lầm, nơi này địa khí đan dệt, linh mạch gãy vỡ, những này màu trắng sương mù đều địa khí biến thành, lấy này nhất tuyến thiên thần bí hình, tạo thành một chỗ thiên nhiên Mê Tung đại trận. Cho nên chúng ta đi lâu như vậy, chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra. Vù, Lăng Tiêu cường đại lực lượng tinh thần tràn ngập ra, hắn có thể rõ ràng điều tra ra, những xương trắng này lưu động, như cùng một mảnh vòng xoáy giống như vậy, mang theo một loại kỳ dị nhịp điệu, để mọi người không tự chủ bị nắm mũi dậm chân tại chỗ. Có biện pháp nào hay không phá trận? Lý Thừa Phong hỏi. Có, Lăng Tiêu khẳng định gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, nếu đã biết xuất hiện Mê Tung đại trận, thuyết minh chỗ kia linh tuyền liền ở phụ cận đây. Các ngươi không nên lộn xộn. Ta đến phá trận, này cái gọi là Mê Tung đại trận, nói đến thần bí, nhưng là đối với Lăng Tiêu như vậy lực lượng tinh thần người mạnh mẽ tới nói, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu Mê Tung đại trận bản chất. Vèo, Lăng Tiêu nhún người nhảy lên, chân đạp hai bên vách núi, nhảy một cái chính là cao mấy chục trượng, nhưng này chút bạch sương mù phảng phất cũng theo bay lên, bốn phía một mảnh trắng xóa, không nhận rõ phương hướng. Chỉ là Mê Tung trận, còn không phá cho ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia màu vàng vòng xoáy lấp lóe. Hắn nhìn trong sương mù trắng một phương hướng, sau đó một quyền đánh ra ngoài. Ầm ầm, Lăng Tiêu một quyền, trực tiếp đánh vào trong sương mù trắng nơi nào đó, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, sau đó một mảnh to lớn vách núi bị Lăng Tiêu nổ nát, đại địa đều ở khẽ run, phảng phất hai bên ngọn núi phải ngã sụp như thế, để Lý Thừa Phong bọn người là hơi biến sắc. Giống, tiếp theo cuồng phong gào rít giận dữ, cương phong từng trận, cái kia chút bạch sương mù kịch liệt bốc lên, bị một cỗ cường đại sức gió lấy ra. Trong nháy mắt liền biến đến vô cùng hỗn loạn cả lên. Bạch sương mù dần dần phai nhạt, mọi người lúc này mới phát hiện, phía trước mấy trượng vị trí chính là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu, nếu không là Lăng Tiêu cảnh giác, chỉ sợ bọn họ thật muốn một cước bước vào. Này chết tiệt Mê Tung trận, Lý Thừa Phong đám người trên mặt đều là lộ ra một chút sợ vẻ. Lăng Tiêu, ngươi là thế nào phá tan chỗ này Mê Tung trận? Lệnh Thanh Thanh có chút ngạc nhiên mà hỏi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, rất đơn giản. Chỗ này Mê Tung trận bản cũng là bởi vì nhất tuyến thiên đặc thù địa hình mà hình thành, ngươi nhìn chỗ kia vách núi, là chỗ yếu nhất, cũng là một cái phong nhãn, bị ta xuyên thủng về sau, cuồng phong gồ lên, phá hết nơi này quấn quýt khí thế, Mê Tung trận tự nhiên cũng là tự sụp đổ. Quả nhiên, bạch sương mù tản đi về sau, Lăng Tiêu chỉ vào chỗ đó, bị Lăng Tiêu đấm ra một quyền một cái miệng lớn, phảng phất sơn vách tường bị đục xuyên như thế, cuồng phong gào rít giận dữ, phát ra gào khóc thảm thiết âm thanh, cả nhất tuyến thiên bình tĩnh. Trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Lệnh Thanh Thanh đôi mắt đẹp mọc lên một tia dị thải, Lăng Tiêu nói tới nhẹ, nhưng bắt tay vào làm cũng không có dễ dàng như vậy, nếu không là một chút khám phá Mê Tung trận, có làm sao có thể tìm tới phương pháp phá giải, đồng thời đấm ra một quyền phong nhãn đến. Người nói này Mê Tung trận địa khí linh mạch quấn quýt, chẳng lẽ cái kia linh tuyền liền trên mặt đất hạ. Lệnh Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ đến vừa Lăng Tiêu lời nói, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Không sai, xác thực nói. Hẳn là ở đây nơi vực sâu bên trong. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, chỉ về đằng trước sâu không thấy đáy vực sâu nói ra. Phía trước vực sâu, một mảnh đen kịt, như cùng một mảnh dưới đất vết nứt như thế, tỏa ra một luồng khí tức thần bí, mà cái kia chút bạch sương mù vậy mà đều là từ vực sâu bên trong tiêu tán đi ra. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, mau mau xuống a. Lý Thừa Phong con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, kích động nói ra. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù sao chúng ta không biết vực sâu bên trong đến cùng có cái gì. Một mực trầm mặc Hạ Hồng Tụ mở miệng nói. Chẳng biết vì sao, chỗ này vực sâu lại như là một tấm thái cổ hung thú miệng lớn, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó nguy hiểm không biết, khiến lòng người bên trong cảm giác được có chút phát lạnh. Công chúa nói không sai, vẫn là ta đi xuống trước thăm dò cha một chút đi, nếu là xác nhận an toàn, các ngươi lại xuống đến. Lăng Tiêu nhìn phía dưới vực sâu, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia sáng kỳ dị. Vẫn là ta đi xuống đi. Lăng Tiêu, ngươi ở phía trên bảo vệ bọn hắn. Lý Thừa Phong cười hì hì, cũng khá là trượng nghĩa, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cây chủy thủ, liền chuẩn bị hạ nhập vực sâu bên trong. Ta đến, khinh công của ta có thể tốt hơn ngươi nhiều. Lăng Tiêu kéo lại Lý Thừa Phong, vỗ vỗ Lý Thừa Phong vai, không chờ hắn nói chuyện, trực tiếp thả người nhảy vào vực sâu bên trong. Tiểu tử này, thực sự là quá lỗ mãng. Lệnh Thanh Thanh cũng là cản chi không kịp, cười khổ một tiếng nói. Chỗ này linh tuyền không hề có nghe nói có nguy hiểm gì, mọi người không cần lo lắng, Lăng Tiêu nên rất nhanh sẽ đi lên. Hạ Hồng Tụ cũng là an ủi nói.
trong vực sâu, Lăng Tiêu mặc dù chỉ là long hổ cảnh 4 tầng, một thân tiên thiên cương khí cực kỳ chất phác, giờ khắc này tu vi mạnh mẽ bộc phát ra, một đoàn cương khí màu vàng kim ở Lăng Tiêu dưới chân ngưng tụ, nâng hắn nhanh chóng hướng về vực sâu bên trong mà đi. Lăng Tiêu sở dĩ muốn tra xét một phen, là bởi vì vừa đứng ở trên vực sâu thời điểm, trong biển ý thức của hắn vô tự thiên thư dĩ nhiên hơi run một chút rung động, phát ra vẻ hưng phấn gợn sóng. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, chẳng lẽ này vực sâu bên trong, có cái gì hấp dẫn vô tự thiên thư đồ vật không thành. Theo Lăng Tiêu hướng về vực sâu bên trong tiềm hành, phía trên cửa động cũng biến thành nhỏ bé không thể nhận ra lên, đại khái lại hơn 1.000 trượng khoảng cách về sau, Lăng Tiêu dưới chân rốt cục tiếp xúc đến vực sâu dưới nền đất. Bốn phía đen kịt một màu, ẩn ẩn có giọt nước mưa âm thanh truyền đến, hiện ra được yên tĩnh vô cùng. Mà Lăng Tiêu lực lượng tinh thần vô cùng cường đại, bốn phía hắc ám chỗ ở trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng, phía dưới vực sâu, lại là một mảnh cực kỳ to lớn dưới đất động đá. Đồng thời, ở Lăng Tiêu phía trước, có hào quang nhàn nhạt tràn ngập, tỏa ra một luồng cực kỳ tinh khiết sóng linh khí. Cái đó là, linh tuyền, Lăng Tiêu mắt sáng lên, chậm rãi đi tới. Chương 247, Ngân Hoàn Điện Xà. Hắc ám trong động đá vôi, như là một mảnh thế giới dưới lòng đất, cực kỳ rộng lớn, bốn phía đều là kỳ dị quái thạch, trên đỉnh đầu đổi chiều từng cây thạch đám, giống như mũi tên giống như vậy, sắc bén mà sắc bén. Nhưng ở Lăng Tiêu phía trước trăm trượng tả hữu vị trí, có một suối nước, tản ra mông lung ánh sáng, đồng thời có từng tia màu trắng linh vụ tràn ngập. Lăng Tiêu chậm rãi hướng về phía trước, ở cái kia suối nước trước mặt ngừng hạ xuống. Trước mắt là một mảnh phương viên mấy trượng ao đá. Đáy ao có thật mỏng một tầng nước suối, óng ánh long lanh, bạch sương mù lượn lờ. Mà ở ao đá trung ương, một đạo ngón út độ lớn nước suối đang phun trào, xem ra rực rỡ lóa mắt, ở trong bóng tối có một loại khác mỹ lệ. Vèo, Lăng Tiêu trong lòng dâng lên một loại nguy cơ, tiếp theo liền có một tiếng xé gió chuyển đến, giống như một đạo màu bạc chớp giật, Lăng Tiêu dù muốn hay không trực tiếp hóa trưởng làm đao, hư không đánh xuống. Cong, phảng phất là bổ trúng kim thạch, bắn ra một tia hỏa tinh cùng ánh sáng. Trước mắt cái kia đạo màu bạc chớp giật bị Lăng Tiêu đánh cho rút lui mà quay về, rơi vào linh tuyền bên trong. Hí, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu vào lúc này mới phát hiện, cái kia đạo màu bạc chớp giật, là một cái màu bạc con rắn nhỏ, xem ra chỉ có một thước đến dài, toàn thân ánh bạc óng ánh, phảng phất cùng nước suối hợp thành một thể, rắn trên đầu có một cái thật nhỏ sừng thịt, rắn trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo cùng khát máu vẻ mặt, phun ra lưỡi rắn, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lại là Ngân Hoàn Điện Xà, không nghĩ tới đây còn có loại này man hoang dị chủng. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhận ra trước mắt đầu này ngân xà con rắn nhỏ lai lịch. Ngân Hoàn Điện Xà, trong truyền thuyết ủng có một tia chân long huyết mạch, thành thục kỳ Ngân Hoàn Điện Xà chẳng những có thể lấy cưỡi mây đạp gió, hơn nữa có thể điều động lôi đình, tốc độ cực nhanh, thực lực cũng là hung hãn ngập trời. Lại như trước mắt đầu này Ngân Hoàn Điện Xà, chỉ là ấu niên kỳ, bất quá là cấp 4 yêu thú, thế nhưng bị Lăng Tiêu một đạo trưởng đao bổ trúng. Dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Hơn nữa loại kia tốc độ, để Lăng Tiêu cũng là tâm thần tập trung cao độ, e là cho dù là tông sư cường giả, không có phòng bị bên dưới cũng sẽ bị Ngân Hoàn Điện Xà cắn trúng. Ngân Hoàn Điện Xà có kịch độc, rất khó hóa giải, tông sư cảnh cường giả bị cắn một cái, cũng là chắc chắn phải chết. Hí, Ngân Hoàn Điện Xà phát ra một đạo nhẹ tê, trong miệng phảng phất có màu bạc tia điện lấp lóe, sau một khắc nó trực tiếp phá không mà đến, lấy một loại 10 phần xảo quyệt góc độ. Hướng về Lăng Tiêu cái cổ cắn tới. Nghiệt xúc, muốn chết. Lăng Tiêu trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, lăng không chụp tới, trong tay màu vàng thần mang lấp lóe, trong nháy mắt liền bóp lại Ngân Hoàn Điện Xà bảy tấc. Lăng Tiêu một thân thần lực kinh khủng cỡ nào, coi như Ngân Hoàn Điện Xà là man hoang dị chủng, nhưng bị Lăng Tiêu nắm bảy tấc, trong nháy mắt cũng là uể oải hạ xuống, trong đôi mắt dĩ nhiên lộ ra một tia nhân tính hóa xin tha vẻ. Chỉ là cấp 4 yêu thú, lại có mạnh như vậy linh tính. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, này Ngân Hoàn Điện Xà xem ra coi như từ linh tuyền bên trong thai nghén mà ra, dĩ nhiên là đem linh tuyền cho rằng lãnh địa của mình. Mà loại này kinh người linh tính, hay là liền là do ở linh tuyền tạo thành. Thôi được, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, nhàn nhạt nói ra. Tê tê, Ngân Hoàn Điện Xà gật đầu liên tục, nhìn Lăng Tiêu không còn gì để nói, quả thực là một chút yêu thú ngông nghênh đều không có. Vù, Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, một tia sắc bén phong mang rơi vào Ngân Hoàn Điện Xà trên thân, lấy ra một giọt máu tươi, sau đó ở trong hư không vẽ một cái phù văn thần bí, kể cả cái kia giọt máu tươi trực tiếp dung nhập vào Ngân Hoàn Điện Xà trong não. Nô ấn, đây là nô dịch yêu thú một loại thủ đoạn đặc thù, chúng nô ấn về sau, Ngân Hoàn Điện Xà không chỉ sẽ trời sinh 10 phần thân cận Lăng Tiêu,
hơn nữa không biết cãi lời Lăng Tiêu tâm ý, chỉ cần Lăng Tiêu một ý nghĩ, liền có thể khống chế Ngân Hoàn Điện Xà sinh tử. Này Ngân Hoàn Điện Xà nếu như có thể bồi dưỡng lên, cũng coi như là hàng đầu yêu thú, vừa vặn có thể để cho Tuyết Vi đến phòng thân. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, thả mở ra đối với Ngân Hoàn Điện Xà ràng buộc. Ngân Hoàn Điện Xà trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu trên đầu vai, trong ánh mắt vẻ băng lãnh biến đến vô cùng nhu hòa, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Lăng Tiêu, mười phần thân mật. Này Ngân Hoàn Điện Xà phòng ngự cực cường, e sợ giống nhau bảo khí đều rất khó phá mở nó vảy rắn, mà còn chờ nó đột phá đến năm giai yêu thú, độc rắn chỉ sợ cũng liền thiên nhân cảnh cường giả đều có thể độc chết. Lăng Tiêu trong lòng thầm suy nghĩ nói, theo hắn hơi suy nghĩ, Ngân Hoàn Điện Xà trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu bạc tia điện, quấn quanh ở Lăng Tiêu trên cổ tay, thoạt nhìn như là một cái màu bạc vòng tay, hết sức xinh đẹp. Lăng Tiêu lại dò xét một hồi linh tuyền, không có phát hiện nguy hiểm gì, liền từ chỗ vực sâu kia cửa động cướp đi lên, mang theo Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong chờ người xuống tới. Quả nhiên là trong truyền thuyết linh tuyền, chỉ là này linh tuyền cũng quá nhỏ chứ. Lý Thừa Phong đầy mặt đều là vẻ hưng phấn, ở linh tuyền ao xung quanh lúc ẩn lúc hiện, thế nhưng hắn nhìn thấy chỉ có ngón út độ lớn nguồn suối nước sau, lại có chút thất vọng nói ra. Ngươi liền thấy đủ đi. Lệnh Thanh Thanh tức giận liếc mắt nhìn hắn nói, nếu là loại cỡ lớn linh tuyền, sợ là sớm đã bị mấy đại thánh địa cướp đoạt đi rồi, chỗ này linh tuyền tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng đầy đủ để cho chúng ta đột phá cảnh giới. Ba ngày nay chúng ta liền ở ngay đây tu luyện đi, đợi đến âm dương cốc mở ra, chúng ta sẽ đi qua. Không sai, những này nước linh tuyền tuy ít, thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ bàng bạc linh khí, so với linh tinh bên trong linh khí đều mạnh hơn rất nhiều, đầy đủ chúng ta 6 người tới tu luyện. Hạ Hồng Tụ cũng là gật gật đầu nói, kha kha, tốt nhất chúng ta thừa thế xông lên, liên phá mấy tầng cảnh giới, đến thời điểm nhìn đại hoàng cổ quốc đám kia tiện nhân còn dám hay không coi thường chúng ta. Lý Thừa Phong trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Hưu Phong hòa Hưu Vân hai huynh muội cũng là rất kích động, đặc biệt là Hưu Vân bây giờ cũng chỉ là long hổ cảnh 9 tầng, hay là có thể dựa vào những này linh tuyền, thừa thế xông lên trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh giới. Coi như là không có âm dương cốc. Chỗ này linh tuyền cũng coi như là một cái thu hoạch lớn. Này mảnh ao đá không nhỏ, mọi người các tự tu luyện đi. Lệnh Thanh Thanh khẽ mỉm cười nói. Tất cả mọi người là hưng phấn gật gật đầu, sau đó đi vào linh trì bên trong, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Từng luồng khí tức mạnh mẽ lan ra, linh tuyền bao hàm bàng bạc linh khí bắt đầu hướng về mọi người mãnh liệt mà tới. Cái kia cỗ linh khí mênh mông như biển, một mực lại mười phần nhu hòa, dồn dập bị mọi người hấp thu luyện hóa. Tu làm một điểm điểm bắt đầu tăng cường. Lăng Tiêu cũng là xếp bằng ở linh trì bên trong, màu vàng thần hy lượn lờ, thôn thiên bí thuật trong nháy mắt bạo phát lên. Ầm ầm ầm, phảng phất có ngũ sắc thần quang ở Lăng Tiêu quanh thân tràn ngập, ngũ hành lực lượng lưu động, thôn thiên linh trùng ong ong rung động, thôn thiên chân khí lan ra, để Lăng Tiêu cả người đều hóa thành một mảnh to lớn vòng xoáy, bắt đầu nhanh chóng nuốt chửng linh tuyền bên trong linh khí. Cực kỳ tinh khiết linh khí bị Lăng Tiêu nuốt chửng luyện hóa, nhanh chóng biến thành thôn thiên chân khí. Dung nhập vào Lăng Tiêu cái kia khổng lồ trong khí hải, để tu vi của hắn bắt đầu chậm rãi sách thăng lên. Chương 248, lại thấy quỷ dị khói đen. Linh tuyền chính là thiên địa tạo hóa sở chung, long mạch địa khí biến thành, lại như là cái kia chút võ đạo thánh địa trong sơn môn, đều có chân quý linh tuyền, có thể để một phương sơn mạch hoa vì là linh sơn tịnh thổ, linh khí nồng độ vượt xa ngoại giới. Bất quá vực sâu bên trong chỗ này linh tuyền, quá nhỏ điểm, nếu không cũng sẽ không đến phiên Lăng Tiêu đám người. Sợ là sớm đã bị mấy đại võ đạo thánh địa mang đi. Lăng Tiêu triển khai thôn thiên bí thuật, nhanh chóng nuốt chửng linh tuyền tích chứa bàng bạc linh khí, hắn khí thế quanh người gồ lên, ánh vàng bao phủ, ngũ sắc thần quang đem cả người hắn đều hóa thành một mảnh nuốt chửng vòng xoáy, khí tượng cực kỳ kinh người. Cái tên này, liền ngay cả tu luyện đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lệnh Thanh Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia dị thải, trong lòng hơi có chút chấn động, nhưng cũng chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, lại tiếp tục luyện hóa linh tuyền. Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia khiếp sợ cùng cay đắng, hít sâu một hơi bắt đầu tu luyện. Từ trên thân Lăng Tiêu truyền ra khí thế ấy, để Hạ Hồng Tụ đều là mười phần hoảng sợ, nàng suy đoán hay là Lăng Tiêu tu luyện một loại cực kỳ mạnh mẽ thiên cấp công pháp, nếu không thì tuyệt đối không thể có thể như vậy khủng bố. Hạ Hồng Tụ trong lòng có chút thất vọng, mình và của hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Trong lòng nàng bắt đầu có một loại nhàn nhạt ý hối hận. Lăng Tiêu chìm đắm trong tu luyện. Theo linh tuyền bên trong bàng bạc linh khí bị luyện hóa, tu vi của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy canh giờ về sau, một cỗ cường đại tu vi gợn sóng lan ra, Lăng Tiêu tu vi đột phá đến long hổ cảnh 5 tầng. Thế nhưng trong ao đá linh tuyền,
cũng bị Lăng Tiêu thôn phệ một nửa còn nhiều hơn. Những này linh tuyền đều đầy đủ để tông sư cảnh cường giả đột phá mấy tầng cảnh giới, kết quả đến nơi này của ta mới đột phá một tầng, xem ra muốn tiếp tục đột phá, nương tựa những này linh tuyền căn bản không đủ a. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Hắn người mang mấy đại tuyệt thế thần công, hơn nữa Lăng Tiêu mỗi một cảnh giới, đều đột phá đến 10 tầng đại viên mãn cảnh giới, để hắn bây giờ tích lũy cực kỳ chất phác, tương ứng đột phá cũng là khó rất nhiều. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu cũng không tính tiếp tục tu luyện, đột phá một tầng, hai tầng cảnh giới đối với sức chiến đấu của hắn ảnh hưởng cũng không lớn, trừ phi hắn có thể thừa thế xông lên đột phá đến tông sư cảnh. Lăng Tiêu từ linh tuyền trong ao đứng lên, cũng không có quấy rầy Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong đám người, mà là hướng về động đá nơi sâu xa mà đi. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu đến dưới đất động đá về sau, trong biển ý thức của hắn vô tự thiên thư trở nên càng ngày càng nóng nảy chuyển động. Mà phương hướng thật giống chính là dưới đất động đá nơi sâu xa, nơi đó có món đồ gì đối với vô tự thiên thư có cực mạnh sức hấp dẫn. Chẳng lẽ là cái gì thiên tài địa bảo sao? Lăng Tiêu trong mắt lóe ra một tia tinh mang, theo loại kia ba động kỳ dị, hướng về phía trước đi đến. Dưới đất động đá rất bao la, hơn nữa phía trước có rất nhiều đầu hắc ám dũng nói, dẫn tới không biết địa vực. Lăng Tiêu dọc theo kỳ dị động đá thông đạo, vượt qua một cái sông ngầm dưới lòng đất, thấy được vô số quỷ dị quái thạch, thậm chí dũng đạo bên trong cũng có một chút tàn tạ thi hài cùng binh khí. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tình cờ có nước nhỏ xuống âm thanh, hơn nữa càng đi về phía trước, hàn khí càng nặng, loại kia hàn khí phảng phất là từ đáy lòng truyền đến, để người có một loại cảm giác không rét mà run. Lăng Tiêu bản năng cảm giác được, không thể càng đi về phía trước có một loại nguy cơ chí mạng. Nhưng giờ khắc này, vô tự thiên thư ở Lăng Tiêu trong óc tỏa hào quang rực rỡ, truyền ra từng vệt mong đợi gợn sóng, phảng phất phía trước có đồ vật gì, đối với vô tự thiên thư sức hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Đi xem, Lăng Tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục tiến lên. Này bát hoang bí cảnh bên trong có rất nhiều bí mật, đây là Lăng Tiêu đi tới bát hoang bí cảnh bên trong cảm giác đầu tiên. Vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, nên liền phát sinh ở Lăng Tiêu thân sau khi chết, mà Trường Sinh môn suy nhược, tứ đại cổ quốc diệt, Cẩm Sát mất tích các loại, hết thảy đều chỉ về trận kia thần bí đại kiếp nạn. Chỉ có tìm tới trận kia đại kiếp nguyên nhân, mới có thể tìm tới Cẩm Sát đám người tin tức. Lăng Tiêu ẩn ẩn cảm giác được, bát hoang bí cảnh cũng không đơn giản. Theo lý thuyết, bát hoang bí cảnh là vạn năm trước trận kia đại kiếp chiến trường, lưu giữ tứ đại cổ quốc bảo tàng cùng truyền thừa, thế nhưng ai tiêu hao tâm lực, đem lớn như vậy một mảnh địa vực phong ấn lên đây. Cái cảm giác này lại như, bát hoang bí cảnh phảng phất đã biến thành lao tù, đang giam cầm vật gì đáng sợ. Nếu không là vạn năm năm tháng trôi qua, phong ấn trở nên bạc nhược, mà mấy đại võ đạo thánh địa liên thủ phá tan rồi bát hoang bí cảnh, cướp đi đại lượng truyền thừa cùng bảo vật, e sợ vẫn không có người nào biết bát hoang bí cảnh rơi xuống. Này dưới sương mù dày đặc, hay là chính là Lăng Tiêu muốn tìm chân tướng. Dưới đất động đá xuất phát từ dữ liệu lớn, Lăng Tiêu trải qua mấy cái xóa nói, đi về phía trước có tới hơn trăm dặm, chậm rãi ngừng hạ xuống. Ở ngay phía trước, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh thần bí dưới đất biển, nước biển là màu đen, đại dương vô tận, không nhìn thấy bờ, thế nhưng ở nước biển bên trên, nhưng nổi lơ lửng từng sợi quỷ dị sương mù màu đen. Không có bất kỳ cái gì dòng nước âm thanh, trước mắt đại dương màu đen này, tĩnh mịch giống nhau bình tĩnh, nhưng Lăng Tiêu nhưng từ trong nước biển, cảm thấy một luồng nguy cơ chí mạng. Cái đó là, Lăng Tiêu trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, tập trung vào phía trên đại dương sương mù màu đen. Cái kia chút quỷ dị sương mù màu đen, chậm rãi nổi lơ lửng, phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, biến ảo các loại thần bí hình dạng, ẩn ẩn có một loại hắc ám cùng tà ác khí tức lan ra. Sở dĩ để Lăng Tiêu cảm giác được chấn động là, bởi vì cái kia chút quỷ dị sương mù màu đen, cùng hắn ở hung thú sơn mạch chỗ kia thần bí đồng thau bên trong thần điện gặp phải giống như đúc, là cái kia chút quỷ dị sinh linh tản mát ra khí tức. Quỷ dị sinh linh, chẳng lẽ vạn năm trước đại kiếp nạn cùng cái kia chút quỷ dị sinh linh có quan hệ? Nghĩ đến nào đó loại khả năng, Lăng Tiêu vẻ mặt cũng là không nhịn được hơi đổi. Vù, ở Lăng Tiêu nhìn thấy cái kia chút sương mù màu đen thời điểm, cái kia chút sương mù màu đen phảng phất cũng nhìn thấy Lăng Tiêu, dĩ nhiên nhanh chóng hướng về Lăng Tiêu lan tràn mà tới. Lăng Tiêu một trưởng vỗ ra, mình mông cường khí bộc phát ra, trưởng phong gào thét, đem những sương mù màu đen kia bao phủ hết sạch, nhưng cũng như là đánh vào không trung. Cái kia chút quỷ dị sương mù không có nhận đến một chút ảnh hưởng, tiếp tục tụ lại lên, sau đó hướng về Lăng Tiêu tới gần. Lăng Tiêu đang muốn có động tác gì, trong biển ý thức của hắn vô tự thiên thư động. Vèo, một mảnh quang mang rực rỡ từ Lăng Tiêu mi tâm tràn ngập ra, hóa thành một đạo cự đại vòng xoáy, đem toàn bộ quỷ dị sương mù đều nuốt chửng hết sạch. Vô tự thiên thư động tác,
phảng phất chọc giận những sương mù màu đen kia, đại dương mênh mông bên trong khói đen dĩ nhiên vào đúng lúc này, bạo động. Phô thiên cái địa sương mù, ẩn chứa lạnh lẽo cùng tà ác khí tức, dường như muốn đem người vĩnh viễn kéo vào đến trong địa ngục, gào thét mà tới. Ong ong ong, Phô Tự Thiên thư bên trong hưng phấn gợn sóng càng ngày càng mạnh, mà từ Lăng Tiêu giữa chân mày bắn ra ánh sáng cũng càng phát hừng hực, từng sợi ánh sáng giống như trật tự thần liên đan dệt, lập lòe để Lăng Tiêu đều nhìn không hiểu quái lạ phù văn. Toàn bộ sông lên sương mù màu đen, tất cả đều bị Vô Tự Thiên thư thôn phệ. Chương 249, ngập trời ma uy. Vô Tự Thiên thư thôn phệ quỷ dị khói đen về sau, dĩ nhiên tặng lại từng tia một năng lượng thần bí, từng tia ấm áp khí tức dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc, để Lăng Tiêu lực lượng tinh thần bắt đầu tăng trưởng lên. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn có thể cảm giác được Vô Tự Thiên thư đối với những này quỷ dị khói đen khát vọng. Mà sương mù màu đen ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, phảng phất biết rồi trong hư không cái kia mảnh vòng xoáy lợi hại, như là nhận lấy kinh hãi như thế, dồn dập hướng về trong hải dương bỏ chạy. Nhưng Vô Tự Thiên thư làm sao lại buông tay? Nhất thời, trong hư không ánh sáng rừng rực lóa mắt, chiếu sáng dưới đất động đá, từ trong hư không trong nước xoáy, dò ra từng sợi thần bí ánh sáng, hướng về bốn phía cuốn một cái, nhất thời chính là đại lượng sương mù màu đen bị nắm về, bị Vô Tự Thiên thư luyện hóa. Nhưng vào lúc này, trước mắt này mảnh bình tĩnh biển rộng chợt bắt đầu sôi trào lên, sóng biển cuồn cuộn, sóng lớn cuốn lấy, ẩn ẩn tạo thành một mảnh to lớn vòng xoáy, phảng phất có cái gì nhân vật bí ẩn tỉnh lại. Một luồng nguy cơ chí mạng bao phủ trong lòng, Lăng Tiêu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không được, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu vội vã thôi thúc Vô Tự Thiên thư, từ bỏ nuốt chửng cái kia chút khói đen, Vô Tự Thiên thư mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi trở nên yên lặng. Lăng Tiêu hiện tại đã có thể khẳng định, hẳn là Vô Tự Thiên thư đánh thức trong hải dương nhân vật khủng bố. Mà cái kia chút màu đen nước biển, Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện, dĩ nhiên tất cả đều là quỷ dị khói đen hình thành, đồng thời có thần bí lực lượng pháp tắc ở trong đó đan dệt, trói buộc đại lượng khói đen không cách nào tiêu tán đi ra. Đại dương mênh mông dĩ nhiên tất cả đều là quỷ dị khói đen biến thành, trong này đến cùng phong ấn món đồ gì? Lăng Tiêu cảm giác được tê cả da đầu, sử dụng tới toàn bộ tu vi, xoay người chạy. Sương mù màu đen mãnh liệt, giống như sóng lớn giống nhau kinh thiên động địa, ở mảnh này to lớn trong nước xoáy, có một cái cự đại đầu chậm rãi hiện lên đi ra. Xoạt xoạt, màu đen chớp giật tràn ngập, ngang dọc hư không, từng sợi sương mù màu đen bốc lên, phảng phất tại hoan hô cùng chạy trồm. Cái kia cái đầu có tới một tòa đỉnh núi nhỏ lớn như vậy, không thấy rõ tướng mạo, hơn nữa lúc ẩn lúc hiện, ở cái kia phía bên trên đầu, cắm vào một thanh kỳ dị cổ kiếm, tản ra tài năng tuyệt thế. Cái kia cái đầu từ hắc vụ hải dương bên trong hiện lên, tỏa ra một luồng để thiên địa đều đang run rẩy tuyệt thế sát khí, một đôi giống như huyết nguyệt giống như con mắt chậm rãi trợn mở. Phảng phất là ngang dọc thái cổ, nuốt chửng chư thiên tuyệt thế hung thú, cái kia một đôi mắt lạnh lẽo, khát máu, ẩn chứa ngập trời sự phẫn nộ, bị hắn nhìn chằm chằm về sau, Lăng Tiêu cảm giác được cả người phảng phất sa vào đến lầy lội bên trong, không cách nào nhúc nhích. Vị này quỷ dị sinh linh, xúc động thiên địa pháp tắc lực lượng, chí ít cũng là chí tôn cảnh sức mạnh. Này bát hoang bí cảnh làm sao còn có như vậy sinh linh khủng bố. Lăng Tiêu chấn động trong lòng, trong ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, đồng thời trong lòng cái kia cỗ nguy cơ cũng bốc lên đến cực hạn. Bị như vậy một vị sinh linh khủng bố nhìn chằm chằm, Lăng Tiêu trong lòng cũng là sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chênh lệch quá xa, nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu, phảng phất có vô số phù văn lóe sáng. Mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra, giống như màn trời giống như vậy, trong nháy mắt bạo phát ra khắp nơi nóng rực thần quang gợn sóng, hướng về phía dưới vị này sinh linh khủng bố chân áp xuống. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cả người nhẹ đi, hắn nhất thời dù muốn hay không, sử dụng tới toàn bộ tu vi, giống như một đạo chớp giật, hướng về xa xa cấp tốc lao đi. Phía sau kinh khủng thần quang bộc phát ra, đem vị này sinh linh khủng bố hoàn toàn bao phủ lại. Ở Lăng Tiêu không nhìn thấy địa phương. Vị này sinh linh khủng bố đỉnh đầu cắm vào chuôi này cổ kiếm, chợt bộc phát ra vô cùng ánh kiếm, quét ngang bát phương, mênh mông cuồn cuộn, dương cương mà mênh mông, đem tảng lớn hắc vụ hải dương đều bốc hơi hết sạch. Giống, chờ ta đột phá phong ấn, tất tàn sát hết bát hoang. Âm thanh khủng bố vang vọng ở trong động đá vôi, nhưng không có đập vỡ tan một tảng đá, phảng phất có một loại sức mạnh thần bí nào đó, cầm giữ vùng không gian này. Mà vị này sinh linh khủng bố không cam lòng trở nên yên lặng. Nhưng hắn trên đỉnh đầu cái kia bệnh kỳ dị cổ kiếm, dĩ nhiên đã bị hắn bước ra hơn phân nửa, chỉ có một đoạn mũi kiếm, phảng phất động đến vô tận lực lượng pháp tắc, vẫn cứ gắt gao đưa nó chân áp. Lăng Tiêu đầy đủ phi bôn mấy chục dặm,
đợi đến phía sau không hề có một chút gợn sóng thời điểm, hắn mới ngừng lại, trong ánh mắt lộ ra một chút sợ vẻ. Này bát hoang bí cảnh, quả nhiên là phong ấn cự hung chỗ. Nếu không phải là có phong ấn tại, chỉ sợ ta hiện tại thật muốn chôn thây ở nơi đó. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói ra. Nhưng Lăng Tiêu ánh mắt lại hơi nghi hoặc một chút, bởi vì mới vừa từ cái kia mảnh bạo phát trong phong ấn, Lăng Tiêu cảm thấy một luồng mười phần hơi thở quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, kiểm tra một hồi bốn phía, phát hiện mình đã đi tới một mảnh địa phương xa lạ. Trước mắt là một cái sông ngầm dưới lòng đất, khúc chiết uốn lượn, dẫn tới xa xa. Bọn họ ở chỗ kia linh tuyền tu luyện, nên rất an toàn. Ta vẫn là ra đi điều tra một phen, theo đầu này sông ngầm dưới lòng đất, nên có thể tìm được lối ra. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, hướng về xa xa lao đi. Sông ngầm dưới lòng đất quả nhiên là cùng ngoại giới liên kết, làm Lăng Tiêu dọc theo sông ngầm dưới lòng đất rời đi dưới đất động đá thời điểm, liền thấy trước mắt là một mảnh to lớn thác nước. Vách núi chiều cao mấy ngàn trượng, to lớn thác nước chạy trồm thẳng xuống dưới, sóng lớn quay sóng, khí thế bàng bạc. Mà thác nước phía dưới to lớn hồ nước, hóa thành một cái tuôn trào đại hà, hướng về xa xa quần sơn trong lúc đó chảy tới. Trong đó, Lăng Tiêu lúc ẩn lúc hiện thấy được rách nát khắp trốn dãy cung điện, đồng thời có bóng người thoáng hiện. Là đại hoàng cổ quốc người. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt liền thu liếm cả người khí tức, hướng về xa xa tiềm hành mà đi. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thị lực cũng rất mạnh, vì lẽ đó rất dễ dàng liền phát hiện ba người kia, chính là đi theo Hoàng Vân Chí người ở bên cạnh. Chỉ là nhìn bóng người của bọn họ lén lén lút lút, không biết đang mưu đồ gì đó. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một tia độ cong, hướng về ba người kia lặng lẽ sờ lên. Ngươi nói thất hoàng tử tại sao muốn để cho chúng ta theo đại huyền cổ quốc người? Trực tiếp bắt lại cha hỏi không được sao, còn phiền toái như vậy. Một thanh âm bất mãn nói, không người nghĩ đơn giản như vậy. Nghe nói cơ thủy giao mặc dù chỉ là long hổ cảnh 9 tầng tu vi, nhưng sức chiến đấu cực kỳ biến thái, liền ngay cả thất hoàng tử đều đối với nàng rất kiêng kỵ. Ngược lại bất luận các nàng tìm tới bảo vật gì, đến thời điểm khẳng định đều là chúng ta. Một thanh âm khác trầm ổn nói ra, bất quá, những này các tiểu nương dung mạo thật là xinh đẹp a, cái kia tư thái quả thực để có thể khiến người ta xốp giòn đến trong xương đi. Kha kha, chờ thất hoàng tử làm xong việc, huynh đệ chúng ta cũng phải đến một cái sung sướng. Cái này có thể có, ha ha ha, đều cảnh giác một chút, không nên bị các nàng phát hiện, thất hoàng tử cũng sắp đến rồi. Ba cái đại hoàng cổ quốc thiên tài nhỏ giọng trò chuyện, mà cách đó không xa Lăng Tiêu mắt sáng lên, lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Chương 250, bàn đào cổ thụ. Rách nát dãy cung điện ở vào giữa hai ngọn núi, vẫn như cũ có thể nhìn ra vạn năm trước huy hoàng kiến trúc, nhưng bây giờ dĩ nhiên trở thành một vùng phế tích. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, cơ thủy giao chờ 9 người đã đi vào phế tích bên trong, mà đại hoàng cổ quốc ba cái người cũng cấp tốc đi theo. Nơi này là vườn linh dược, Lăng Tiêu mắt sáng lên, trước mắt này khu phế tích bên trong, dĩ nhiên sinh trưởng một ít linh dược, tuy rằng đều rất phổ thông, nhưng là từ chiếm diện tích đến xem, trước đây hẳn là một mảnh to lớn vườn linh dược. Cơ thủy giao bọn người ở tại phế tích bên trong cẩn thận điều tra, không có đi hái những linh dược kia, cuối cùng ở một viên tảng đá lớn trước mặt ngừng hạ xuống. Cái kia ba cái đại hoàng cổ quốc người trốn đến rất xa, hơn nữa khí tức trên người toàn bộ bị che đậy, trên thân phảng phất có được một loại nào đó che lấp khí tức bảo vật, người bình thường căn bản không phát hiện được. Cơ thủy giao đám người cảnh giác nhìn bốn phía một chút. Sau đó mọi người đem cái kia khối tảng đá lớn vây lại, một viên màu vàng ngọc bội xuất hiện ở cơ thủy giao trong tay, tỏa ra oanh oanh ánh sáng, rực rỡ lóa mắt. Bù, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy cơ thủy giao đem ngọc bội khác ở đại trên đá xanh, tảng đá lớn dĩ nhiên như là sóng nước, tỏa ra đạo vệt sóng gợn, đồng thời có một luồng hương thơm tràn ngập ra. Sau đó cơ thủy giao đám người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động, một bước liền bước vào đến sóng nước bên trong, biến mất ở cái kia khối tảng đá lớn trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại là giới tử trận pháp, xem ra cơ thủy giao muốn tìm bảo vật, nên sẽ ở đó tảng đá lớn bên trong. Lăng Tiêu hơi kinh ngạc, cái kia tảng đá lớn lại là một cái phép che mắt, lấy giới tử trận pháp bao phủ hư không, ẩn náu bảo vật, loại thủ đoạn này hết sức lợi hại, thuyết minh trong đó tất nhiên có báu vật. Lăng Tiêu không hề có manh động, nếu đại hoàng cổ quốc người muốn làm bọ ngựa, hắn cũng không để ý làm một hồi chim sẻ. Linh dược này trong viên vẫn còn có giới tử trận pháp, ha ha ha. Nhìn tới nơi này mà tất nhất định có khó có thể tưởng tượng chí bảo, mau mau thông báo thất hoàng tử. Đại hoàng cổ quốc ba cái người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Cơ thủy giao mở ra tảng đá lớn trận pháp lối vào, để ba người bọn họ cũng là giật mình, nếu không là cơ thủy giao,
chỉ sợ bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tìm tới cái kia bảo vật vị trí. Cũng không lâu lắm, Hoàng Vân Chí mang theo mấy người lại tới. Mà Lăng Tiêu trong lòng loại kia nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm, lại thăng lên. Xem ra vạn thú môn muốn đối phó ta người, liền giấu ở trong những người này. Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, đảo qua Hoàng Vân Chí chờ 9 cái đại hoàng cổ quốc thiên tài. Cuối cùng, Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Hoàng Vân Chí phía sau, một cái xem ra rất phổ thông thanh niên trên thân. Người thanh niên kia tướng mạo phổ thông, tu vi cũng chỉ có tông sư cảnh một tầng, đứng ở nơi đó rất dễ dàng để người quên đến sự tồn tại của hắn, nhưng ở Lăng Tiêu trong đôi mắt, cái này thân mặc áo bào đen, xem ra rất phổ thông thanh niên, nhưng đúng là hắn trong lòng nguy cơ vị trí. Lại là một vị thiên nhân cảnh một tầng cường giả, vạn thú môn cũng thật là phí không ít tâm tư a. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, lực lượng tinh thần của hắn vô cùng cường đại, có thể cảm giác được người hắc bào thanh niên kia thân bên trên tán phát một tia như có như không thiên nhân khí. Dù sao chỉ là thiên nhân cảnh một tầng, loại kia thiên nhân một thể, vạn hóa tự tại khí thức căn bản không có dễ dàng như vậy che lấp, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thanh niên áo bào đen sở dĩ xem ra rất đơn giản, là bởi vì cả người hắn đều phảng phất cùng thiên địa hợp thành một thể, rất dễ dàng để người quên sự tồn tại của hắn. Bất quá có bát hoang bí cảnh phong ấn, ở đây cao nhất cũng chỉ có thể phát huy ra tông sư cảnh 9 tầng sức chiến đấu, nếu là ngươi không biết lợi hại, ta cũng không để ý tác thành ngươi. Lăng Tiêu thầm suy nghĩ nói, Hạ Long chờ tứ đại thiên nhân cảnh cường giả sở dĩ không tiến vào bát hoang bí cảnh, ngoại trừ cần 4 người bọn họ duy trì bí cảnh cửa ra vào bên ngoài, cũng bởi vì bát hoang bí cảnh bên trong phong ấn vô cùng mạnh mẽ, coi như là vương hầu cảnh cường giả, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra tông sư cảnh 9 tầng sức chiến đấu. Vì lẽ đó, ở đây bát hoang bí cảnh bên trong, ngoại trừ cái kia chút không biết nhân vật khủng bố ở ngoài, Lăng Tiêu còn thật không có gì đáng sợ chứ. Các nàng đã đi vào. Thất hoàng tử, chúng ta cũng mau mau vào đi thôi. Cái kia 3 cái đại hoàng cổ quốc người vội vàng hướng Hoàng Vân Chí bẩm báo nói. Rất tốt, ngày hôm nay không chỉ bảo vật là của ta, cơ thủy giao cũng là của ta, cái khác đại huyền cổ quốc nữ tử đều thưởng ban cho các ngươi. Chúng ta đi, Hoàng Vân Chí trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực vẻ, cười vang nói. Đa tạ thất hoàng tử, mọi người ầm ầm đồng ý, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Đại huyền cổ quốc dựa lưng giao trì tông, vì lẽ đó thiên tài cường giả lấy nữ tử chiếm đa số, đại huyền cổ quốc nữ tử tiên cơ ngọc cốt, thanh lệ tuyệt luân, là rất nhiều người tha thiết ước mơ đối tượng. Liền ngay cả đại hoàng cổ quốc những thiên tài này đều không ngoại lệ. Ở trong mắt bọn họ, có thất hoàng tử ở, bất kể là bảo vật, vẫn là đại huyền cổ quốc người, đều đã là vật trong túi. Hoàng Vân Chí mấy người cũng theo tiến nhập tảng đá lớn giới tử trận pháp bên trong. Lăng Tiêu mắt sáng lên, một lát sau cũng đi vào theo. Bù, trước mắt ánh sáng lóe lên, Lăng Tiêu xuất hiện ở một vùng thung lũng bên trong. Trước mắt thanh sơn xanh ngắt, mấy cây cổ thụ che trời san sát, bên trong thung lũng đâu đâu cũng có kỳ hoa dị thảo, đồng thời có một mảng nhỏ bích lục hồ nước, giống như tấm gương giống nhau trong suốt mà bình tĩnh. Lăng Tiêu tiến vào trong trận pháp về sau, trong nháy mắt liền hóa thành một ánh hào quang bay lên một gốc cây cổ thụ, không có làm ra một chút âm thanh vang. Mà cơ thủy giao đám người và Hoàng Vân Chí đám người cũng không có chú ý tới Lăng Tiêu, ở rời Lăng Tiêu hơn trăm trượng địa phương xa đối lập, từng cái sắc mặt khó coi. Ở tại bọn hắn bên cạnh, có một cây cao khoảng một trượng cổ thụ, cành cây từng cục, phiến lá rất thưa thớt, nhưng tản ra xanh biếc ánh sáng, ở trên nhánh cây mang theo mười mấy viên màu vàng bàn đào, giống như hỏa diễm giống như vậy, lưu động hoa mỹ kim hà. Đồng thời, có từng tia mùi thơm mê người truyền đến, để người nghe ngóng tinh thần đại chấn. Lại là bàn đào cổ thụ, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Hắn một chút liền nhận ra, cây cổ thụ kia chính là trong truyền thuyết bàn đào cổ thụ, chính là có thể so với dược vương đỉnh cấp linh căn. Bàn đào cổ thụ 300 năm một cọng tóc mầm, 300 năm một nở hoa, 300 năm một kết quả, mọc ra bàn đào có 10 phần huyền diệu tác dụng, chẳng những có thể lấy trợ võ giả thoát thai hoán cốt, tăng lên tư chất gân cốt cùng tu vi, càng quan trọng hơn là, bàn đào có thể kéo dài tuổi thọ, một viên bàn đào là có thể kéo dài tuổi thọ 300 năm. Phải biết, tông sư cảnh cường giả cũng bất quá là 200 năm tuổi thọ, coi như là đột phá đến thiên nhân cảnh, cũng không sống hơn 500 tuổi. Một viên bàn đào liền có thể tăng cường 500 năm tuổi thọ, nếu là bị cái kia chút tuổi thọ đã hết võ giả biết, nhất định sẽ điên cuồng cướp giật. Chưa từng nghe nói 8 đại cổ quốc có bàn đào cổ thụ tồn tại, chẳng lẽ là sau đó đoạt được sao? Không trách cơ thủy giao sẽ sốt sắng như vậy nơi này bảo vật, nếu là biết có bàn đào cổ thụ tồn tại, e sợ toàn bộ võ đạo thánh địa những lão gia hỏa kia đều sẽ điên cuồng. Lăng Tiêu thầm suy nghĩ nói, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười.
Chương 251, Hoàng Vân Chí VS Cơ Thủy Giao. Lại là bàn đào cổ thụ, không nghĩ tới bát hoàng bí cảnh bên trong còn giống như này chí bảo. Xem ra ngày hôm nay bản hoàng tử cũng thật là hồng phúc tề thiên a. Cơ Thủy Giao, ngươi là bó tay chịu trói, vẫn là chờ ta ra tay. Hoàng Vân Chí nhìn thấy trước mắt bàn đào cổ thụ, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực cùng thần sắc tham lam, nhìn chằm chằm Cơ Thủy Giao lạnh giọng nói. Đại hoàng cổ quốc người đem Cơ Thủy Giao đám người bao vây lại, từng cái khắp khuôn mặt là bất thiện vẻ mặt. Từ tu vi nhìn lên, đại hoàng cổ quốc cao hơn đại huyền cổ quốc ra một bậc, ngoại trừ Hoàng Vân Chí cái này tông sư cảnh 6 tầng cường giả bên ngoài, còn có một cái tông sư cảnh 5 tầng cùng một cái tông sư cảnh 4 tầng. Mà đại huyền cổ quốc một phương, Cơ Thủy Giao là long hổ cảnh 9 tầng, còn lại cao nhất cũng chỉ là tông sư cảnh 4 tầng. Nhưng từ tu vi nhìn lên, nếu là thật chiến đấu với nhau, đại huyền cổ quốc nhất định sẽ chịu thiệt, vì lẽ đó Hoàng Vân Chí mới như thế không có sợ hãi. Cơ Thủy Giao đứng ở Hoàng Vân Chí trước mặt, lụa mỏng che mặt, áo trắng như tuyết, giờ khắc này ánh mắt sáng ngời bên trong cũng là lộ ra một tia ý lạnh. Hoàng Vân Chí, này bàn đào cổ thụ là ta đại huyền cổ quốc tìm tới, nếu là ngươi rời đi luôn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cơ Thủy Giao âm thanh lành lạnh, cả người tỏa ra một khí chất xuất trần, giống như nguyệt cung bên trong thần nữ, để người không dám nhìn gần. Hoàng Vân Chí tham lam nhìn Cơ Thủy Giao thân thể mềm mại một chút, ánh mắt dường như muốn đem Cơ Thủy Giao quần áo vạch trần, hắn đè xuống trong lòng cái kia cỗ tà hỏa, cười lạnh một tiếng nói, Thủy Giao công chúa, này bát hoang bí cảnh bên trong bảo vật đều là vật vô chủ, muốn có được bảo vật, liền muốn bằng thực lực nói chuyện. Thực sự là chuyện cười, chỉ bằng các ngươi những này người, có tư cách gì nói với ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay không chỉ bàn đào cổ thụ ta chắc chắn phải có được, người ta cũng chắc chắn muốn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớn mật, đại huyền cổ quốc mấy cái thanh niên nam nữ đột nhiên biến sắc, căm tức nhìn Hoàng Vân Chí. Cơ Thủy Giao ở trong mắt bọn họ, cái kia chính là cao cao tại thượng cửu thiên thần nữ, bất kỳ người nào đều không thể khinh nhờn. Hoàng Vân Chí lời nói này, quả thực là chọc giận tới trong lòng bọn họ vảy ngược. Hừ, đại hoàng cổ quốc mọi người cũng đều là hừ lạnh một tiếng, đủ hướng về phía trước áp sát một bước, khí thế cường đại vô cùng áp bức mà đến, để đại huyền cổ quốc người đều là biến sắc. Thủy Giao công chúa, nghĩ rõ chưa? Chỉ cần ngươi đáp ứng làm người đàn bà của ta, từ đây ta đại hoàng cổ quốc cùng đại huyền cổ quốc chính là kiên cố nhất minh hữu, còn có các ngươi, có thể trở thành ta đại hoàng cổ quốc thiên tài nữ nhân, là phúc khí của các ngươi. Hoàng Vân Chí mang trên mặt một luồng kiêu căng vẻ, ánh mắt đảo qua Cơ Thủy Giao cùng cái kia chút xinh đẹp nữ tử nói. Ta nghĩ thông suốt, Cơ Thủy Giao nhàn nhạt gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Ồ, nói như vậy, Thủy Giao ngươi đáp ứng rồi. Ha ha ha, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Hoàng Vân Chí ánh mắt sáng lên, trong lòng càng lửa nóng lên. Ta nghĩ thông suốt, ngươi đáng chết, Cơ Thủy Giao trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, cả người như một vệt sáng đến từ trên trời, cả người tỏa ra một luồng vô cùng kiếm ý, chập ngón tay như kiếm, một đạo cường đại ánh kiếm hướng về Hoàng Vân Chí mi tâm đâm tới. Này vừa ra tay, liền như là kinh động thiên hạ giống như vậy, cái kia cỗ kinh khủng kiếm ý mênh mông cuồn cuộn áp bức mà đến. Để Hoàng Vân Chí sắc mặt trong nháy mắt đại biến lên. Muốn chết, Hoàng Vân Chí ánh mắt biến đến vô cùng âm trầm, tông sư cảnh 6 tầng tu vi bạo phát, một trường hướng về Cơ Thủy Giao đánh tới. Dưới cái nhìn của hắn, Cơ Thủy Giao tuy rằng trong truyền thuyết sức chiến đấu cực cường, nhưng cũng bất quá là long hổ cảnh 9 tầng tu vi, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Ầm ầm, cái kia cỗ kiếm ý thuần túy mà mênh mông, giống như bao dung thiên địa, áp bức muôn dân giống như vậy, dĩ nhiên trong nháy mắt liền xuyên thủng Hoàng Vân Chí một trường này. Tựa như tia chớp bắn về phía mi tâm của hắn. Huyền Thiên Kiếm Quyết, Hoàng Vân Chí sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền nhìn ra rồi chiêu kiếm này huyền ảo, cả người biến đến vô cùng chật vật, bạo phát toàn bộ tu vi, mới miễn cưỡng tránh thoát này một ánh kiếm. Thế nhưng mi tâm của hắn cũng lưu lại một tia vết máu, Hoàng Vân Chí sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến vô cùng khó coi. Không trách Thủy Giao công chúa long hổ cảnh 9 tầng tu vi, có thể có lực áp tông sư cảnh sức chiến đấu. Hóa ra là tu thành thiên cấp hạ phẩm công pháp Huyền Thiên Kiếm Quyết. Bất quá, cũng không chỉ chính ngươi sẽ thiên cấp công pháp, chịu chết đi. Hoàng Vân Chí sắc mặt dữ tợn nói ra, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh thanh kim chiến đao, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Cùng lúc đó, ở sau lưng của hắn phảng phất xuất hiện một đầu rít gào cuồng sư, sát khí cuồn cuộn, khí thế ép người, theo Hoàng Vân Chí giơ lên chiến đao, ngang trời áp bách xuống. Cuồng sư nộ đao. Hoàng Vân Chí trên thân tỏa ra một luồng bá đạo tuyệt luân khí thế, ngang trời một đao hướng về Cơ Thủy Giao chém xuống tới. Này cuồng sư nộ đao chính là đại hoàng cổ quốc tuyệt thế công pháp, thiên cấp hạ phẩm,
thi triển ra như thái cổ cuồng sư diệt thế, uy lực vô cùng. Thế nhưng, trốn ở một bên Lăng Tiêu nhưng lắc lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra, này cuồng sư nộ đao cần chính là khí thế một đi không trở lại cùng với duy ngã độc tôn bá khí. Hoàng Vân Chí thi triển ra mặc dù coi như rất lợi hại, nhưng Lăng Tiêu một chút liền có thể nhìn ra đao pháp bên trong phù phiếm cùng kẽ hở. Hoàng Vân Chí bá đạo chính là hung hăng càn quấy, không hề có chân chính lĩnh ngộ cuồng sư nộ đao chân ý. So sánh với nhau, Cơ Thủy Giao liền để Lăng Tiêu có chút kinh diễm, bởi vì Huyền Thiên Kiếm Quyết ở Cơ Thủy Giao trong tay, dĩ nhiên đã tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Hơn nữa, Cơ Thủy Giao trong thân thể, ẩn ẩn có một loại dòng máu cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, để Lăng Tiêu đều cảm thấy nhẹ nhẹ uy hiếp. Cơ Thủy Giao huyết mạch, rất thần bí. Cuồng sư nộ đao sao? Cơ Thủy Giao mắt sáng lên, cả người như cửu thiên thần nữ giống nhau lăng không mà lên, dáng người mờ mịt, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh màu xanh lam cổ kiếm, tỏa ra hào quang óng ánh, kiếm khí ngang dọc hư không, mênh mông cuồn cuộn kiếm ý bộc phát ra. Chém, Cơ Thủy Giao trong miệng khẽ nhả, trong nháy mắt ánh kiếm óng ánh lóa mắt, lăng không hướng về Hoàng Vân Chí chém xuống đến, trong hư không tạo thành một đạo cự đại màu xanh lam kiếm ánh sáng. Ầm ầm, đao kiếm tương giao, trong hư không như lôi đình nổ vang, vô tận ánh sáng bắn về phía bốn phương, mà trong hư không vị này cuồng sư dĩ nhiên ầm ầm một tiếng nổ tung. Cơ Thủy Giao cùng Hoàng Vân Chí đều là cả người chấn động, đồng thời bay ngược ra. Cơ Thủy Giao như lăng ba tiên tử, ở trong hư không xoay tròn, cuối cùng 10 phần tiêu sái lạc ở trên mặt đất. Mà Hoàng Vân Chí cũng có chút chật vật, bay ngược hơn 10 trượng, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Con mụ này hảo biến thái sức chiến đấu. Hoàng Vân Chí trong lòng thầm suy nghĩ nói, trong ánh mắt chợt hiện lên một tia lệ mang. Tất cả mọi người lên cho ta. Nam giết sạch nữ nắm về. Hoàng Vân Chí âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Rõ, đại hoàng cổ quốc tất cả mọi người là cả người chấn động, bùng nổ ra toàn bộ tu vi, hướng về đại huyền cổ quốc thiên tài đánh tới. Tổ tứ tượng chiến trận, đại huyền cổ quốc người, tất cả đều làm thịt. Cơ Thủy Giao trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí, lạnh giọng nói. Đại huyền cổ quốc 8 cái đệ tử thiên tài cũng đều là ầm ầm đồng ý, 4 người một tổ, bày xuống tứ tượng chiến trận, đồng thời hướng về phía trước đánh tới. Mà Cơ Thủy Giao cùng Hoàng Vân Chí ánh mắt ở trong hư không va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, trong nháy mắt lại phát khởi xung phong. Chương 252, Cuồng sư yêu linh, chiến đấu trong nháy mắt liền bạo phát. Đại huyền cổ quốc mọi người tuy rằng tu vi yếu trên một bậc, nhưng này tứ tượng chiến trận cũng khá là kỳ lạ, 4 người chiếm cứ đông tây nam bắc 4 phương vị. Lẫn nhau trong lúc đó khí thế liên kết, ngưng tụ ra một loại thiên địa đại thế, sức chiến đấu tăng gấp bội. Lấy tứ tượng chiến trận đến đối địch, mỗi người đều có thể bùng nổ ra 4 lần lực lượng, coi như là đối mặt tu vi cao hơn chính mình đại hoàng cổ quốc thiên tài, dĩ nhiên cũng là càng đánh càng hăng, ẩn ẩn có đem áp chế dấu hiệu. Cái gì? Hoàng Vân Chí biến sắc, trong ánh mắt rất âm trầm, hắn không nghĩ tới những thứ này đại huyền cổ quốc người vậy mà như thế khó chơi, vốn cho là rất dễ dàng liền có thể đem khó dưới. Nhưng không nghĩ tới chính mình một phương này lại vẫn rơi vào rồi hạ phong. Vèo, ở Hoàng Vân Chí phân thần chớp mắt, một đạo kiếm khí bén nhọn xẹt qua gò má của hắn, trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết máu. Cơ Thủy Giao cầm trong tay màu xanh lam cổ kiếm, triển khai Huyền Thiên Kiếm Quyết, tay áo bồng bềnh, lăng không mà lên, giống như một vị phong hoa tuyệt đại nữ kiếm thần, hướng về Hoàng Vân Chí giết tới. Cơ Thủy Giao, chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ để cho ngươi nếm thử sống không bằng chết thủ đoạn. Hoàng Vân Chí tức giận đến nổi trận lôi đình, sắc mặt dữ tợn, cầm trong tay thanh kim chiến đao, cả người khí tức cuồng bạo giết tới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cong, Hoàng Vân Chí triển khai cuồng sư nộ đao, ánh đao ác liệt vô cùng, một đạo ngang trời chém tới, bị Cơ Thủy Giao trong tay màu xanh lam cổ kiếm ngăn trở, bùng nổ ra óng ánh khắp nơi thần quang. Mà Hoàng Vân Chí nhưng từ cái kia màu xanh lam cổ kiếm bên trong, cảm giác được một luồng tầng tầng ám kình kéo tới. Để cánh tay hắn tê dần, trong tay thanh kim chiến đao cơ hồ muốn tuột tay mà bay. Cuồng sư khiếu thiên, Hoàng Vân Chí giống lớn một tiếng, trong tay thanh kim chiến đao cấp tốc xoay tròn, tỏa ra một luồng kỳ dị sóng âm, nhanh như chớp giật chém tới, loại kia còn như cuồng sư gào thét đao reo, cơ hồ muốn làm cho tâm thần người tan vỡ. Cơ Thủy Giao cũng là cả người run lên, phảng phất bị cái kia cỗ kỳ dị sóng âm ảnh hưởng, dĩ nhiên ở trong hư không hơi dừng lại một chút. Giết, Hoàng Vân Chí ánh mắt sáng ngời. Nhất thời thanh kim chiến đao không chút khách khí lực bổ xuống, cuồng bạo ánh đao trong nháy mắt đem Cơ Thủy Giao chém thành hai nửa. Tàn ảnh, không như trong tưởng tượng máu tươi tung tóe cảnh tượng, mà là một mảnh tàn ảnh ở Hoàng Vân Chí trước mắt biến mất, Hoàng Vân Chí biến sắc, đồng thời cảm giác được phía sau truyền đến một luồng nguy cơ chí mạng. Hắn dù muốn hay không, thanh kim chiến đao trong nháy mắt nghiêng chơi qua đến, ngăn ở phía sau. Một đạo vô cùng ánh kiếm đâm tới, mang theo vô cùng xuyên thủng lực.
trực tiếp đánh vào thanh kim chiến đao bên trên, cuồng bạo kiếm khí bộc phát ra, trong nháy mắt ở Hoàng Vân Chí trên lưng lưu lại một đạo vết máu. Cùng lúc đó, cổ kiếm trên tích chứa vô cùng thần lực cũng đánh xuyên Hoàng Vân Chí cương khí hộ thể, đánh vào trong thân thể của hắn, để hắn sắc mặt một đỏ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tốt, rất tốt, Thủy Giao công chúa, ta còn thực sự là xem thường ngươi a. Bất quá dừng ở đây rồi, chịu chết đi. Hoàng Vân Chí trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, hắn không thể tưởng tượng cơ Thủy Giao long hổ cảnh 9 tầng liền có thể đem hắn đả thương, nếu là cơ Thủy Giao đột phá đến tông sư cảnh, lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào. Hoàng Vân Chí trong lòng trong nháy mắt liền đã tuôn ra một luồng rừng rực sát cơ. Cả người tinh lực cũng bắt đầu sôi trào lên, Hoàng Vân Chí khí thế trên người bốc lên, trong mơ hồ có vô tận sát khí tràn ngập, phía sau hắn nổi lên một vị màu đỏ thẫm hùng sư bóng người. Hai mắt đỏ ngầu, Hoàng Vân Chí sức mạnh chợt bắt đầu tăng vọt lên. Cuồng sư yêu linh, Lăng Tiêu mắt sáng lên, đại hoàng cổ quốc là vạn thú môn nước phụ thuộc, thậm chí ngay cả vạn thú môn loại thủ đoạn này cũng học xong. Yêu thú mạnh mẽ chết rồi, vạn thú môn lấy bí pháp đặc thù lấy ra yêu linh, hòa vào võ giả trong cơ thể, theo võ giả tu vi tăng lên mà càng ngày càng mạnh, đồng thời dung hợp yêu linh về sau, có thể bạo phát vài lần sức mạnh. Lúc trước Lăng Tiêu cùng Xà Thiên Lạc đại chiến, nếu không là Xà Thiên Lạc cuối cùng dung hợp thiên xà yêu linh, e sợ thua sẽ nhanh hơn. Này cuồng sư yêu linh tuy rằng không sánh được Xà Thiên Lạc thiên xà yêu linh, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên đem Hoàng Vân Chí sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Hoàng Vân Chí tóc đen rối tung, cả người đều bao phủ một mảnh cuồng bạo cương khí, trong tay hắn thanh kim chiến đao hào quang tỏa sáng, ngang trời hướng về cơ Thủy Giao chém tới. Cơ Thủy Giao trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Từ Hoàng Vân Chí trên thân cảm thấy một cỗ cường đại uy hiếp. Vèo, cơ Thủy Giao không hề có gắng đón đỡ Hoàng Vân Chí một đao kia, mà là thả người lắc mạnh mở. Cơ Thủy Giao nguyên bản vị trí, một viên cổ thụ che trời trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đại địa kịch liệt run rẩy, khí thế kinh người. Ta nhìn ngươi có thể hướng tới nơi nào trốn. Hoàng Vân Chí cười lạnh một tiếng, đến từ trên trời, vung lên thanh kim chiến đao lại bổ xuống, cuồng bạo đao khí ngang dọc, hướng về cơ Thủy Giao bao phủ tới. Siêu siêu siêu, cơ Thủy Giao tay áo bồng bềnh, chân đạp cương bộ, bóng người tiêu sái mà phiêu giật, ở trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, không ngừng tránh né Hoàng Vân Chí công kích. Cơ Thủy Giao ở Hoàng Vân Chí một đao rơi xuống về sau, một chiêu kiếm đến từ trên trời, ánh kiếm ác liệt vô cùng, từ mặt bên hướng về Hoàng Vân Chí giết tới. Nhưng sau một khắc cơ Thủy Giao biến sắc, Hoàng Vân Chí quanh thân cuồng sư nộ cương 10 phần mạnh mẽ, phảng phất tạo thành một mảnh đao cương lĩnh vực. Để ánh kiếm của nàng trong nháy mắt liền trở nên chậm lại. Giết, Hoàng Vân Chí trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo, thanh kim chiến đao quét ngang mà đến, ánh đao giống như ngân hà giống nhau óng ánh, để thiên địa thất sắc. Con, đốm lửa bắn tứ tung, cơ Thủy Giao giờ khắc này không thể không gắng đón đỡ một đao kia, cả người trong nháy mắt bị đánh bay hơn 10 trượng, sắc mặt đều có chút trắng bệch. Ha ha ha, Thủy Giao công chúa, ngoan ngoãn làm người đàn bà của ta đi, bằng không ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Hoàng Vân Chí tùy tiện cười to, dung hợp cuồng sư yêu linh về sau, để sức chiến đấu của hắn đạt đến đỉnh cao, giờ khắc này đối mặt cơ Thủy Giao, hoàn toàn là một bộ trêu tức thái độ. Nằm mơ, cơ Thủy Giao lành lạnh âm thanh âm vang lên, trong tay nàng cổ kiếm chợt bắt đầu nhẹ nhàng tiếng rung lên, một luồng khí tức thần bí bốc lên, sau lưng cơ Thủy Giao, phảng phất có một mảnh thiên hà lan tràn ra. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng là ánh mắt chấn động, hắn cảm giác được từ cơ Thủy Giao trên thân. Có một cỗ thần bí sức mạnh huyết thống chính đang chậm chậm thức tỉnh, tỏa ra cực kỳ ba động khủng bố. Loại sức mạnh này căn bản không phải sức mạnh huyết thống có thể hình thành, nàng rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu trong lòng cực kỳ chấn động, loại sức mạnh này cho Lăng Tiêu cảm giác, lại như là cơ Thủy Giao trong cơ thể bỗng nhiên thức tỉnh rồi một cái sinh linh khủng bố, bùng nổ ra để hắn đều cảm giác được chấn động sức mạnh. Chẳng lẽ cơ Thủy Giao là một vị cường giả chuyển thế không thành? Lăng Tiêu thầm nghĩ đến một khả năng. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động. Từng sợi rừng rực lôi đình nổ vang, sau lưng cơ Thủy Giao, thiên hà mênh mông, kiếm khí ngang dọc, phảng phất mỗi một giọt thiên hà chi thủy đều hóa thành một ánh kiếm, ngàn tỷ đạo thần quang che ngập bầu trời mà đến, trong nháy mắt liền đem Hoàng Vân Chí bao phủ lại. Chương 253, truy hồn thương tôn phong. Cuồng sư nộ cương, đao chảm chúng sinh, cảm giác được này cỗ kinh khủng kiếm ý, Hoàng Vân Chí cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cảm giác được tê cả da đầu. Hắn đem hết toàn lực chém ra một đao. Đồng thời cả người cuồng sư cương khí dâng trào, tạo thành một mảnh vô cùng cường đại phòng ngự chân cương. Trong nháy mắt, thiên địa thất thanh, xa vào đến một mảnh trắng xóa bên trong thế giới. Cái kia cỗ ngập trời thiên hà ánh kiếm đem Hoàng Vân Chí nhấn chìm, kinh khủng kiếm khí ngang dọc, bổ vào cuồng sư nộ cương bên trên, đem đầy trời ánh đao đều phá hủy.
A, à, một đạo tiếng kêu thảm thiết đi đến, Hoàng Vân Chí thân thể từ thiên hà trong kiếm quang hoành bay ra, cả người bị máu tươi nhiễm đỏ, đặc biệt là một cánh tay biến thành bột mịn, trong miệng ho ra máu không ngừng, mặt như giấy vàng, thoi thóp. Mà Cơ Thủy Giao sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệch, hiển nhiên phát ra một chiêu này đối với nàng mà nói cũng là gánh nặng rất lớn, cả người hơi lay động một chút, kém chút ngã xuống. Đông đảo đại hoàng cổ quốc thiên tài cũng đều là sợ ngây người, Cơ Thủy Giao làm sao sẽ có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long hổ cảnh 9 tầng, đem Hoàng Vân Chí đánh thành trọng thương, loại này sức chiến đấu quả thực là kinh thiên động địa, quá yêu nghiệt. Vèo, một cái thanh niên áo bào đen trong nháy mắt thoát ly vòng chiến, đem Hoàng Vân Chí tiếp được, lấy ra một viên chữa thương linh đan cho hắn ăn vào. Sốt cục không nhịn được muốn xuất thủ sao? Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào thanh niên áo bào đen trên thân, lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Tên hắc bào thanh niên này, chính là Lăng Tiêu nhận ra được nguy cơ vị trí, một vị thiên nhân cảnh một tầng cường giả, dĩ nhiên ngụy trang thành tông sư cảnh một tầng thiên tài, xen lẫn vào bát hoang bí cảnh bên trong. Trên người hắn có một kiện cực kỳ huyền diệu liếm thức bảo vật, lại dám gạt qua tứ đại thiên nhân cảnh cường giả, kém chút liền Lăng Tiêu đều lừa gạt. Mà bây giờ, Hoàng Vân Chí bị trọng thương, hắn rốt cục không lại tiếp tục ẩn giấu đi. Ngươi là ai? Cơ Thủy Giao ánh mắt rơi vào thanh niên áo bào đen trên thân, lộ ra một tia cảnh giác. Trước nàng còn chưa phát hiện, giờ khắc này thanh niên áo bào đen đột nhiên nhảy ra đến, cái kia cố ẩn giấu khí tức cũng tán phát ra, nhưng Cơ Thủy Giao cảm thấy một luồng uy hiếp chí mạng. Tôn thúc, nắm lấy nàng, ta muốn làm cho nàng nhận hết tất cả dằn vặt, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hoàng Vân Chí khuôn mặt vặn vẹo, nhìn về phía Cơ Thủy Giao trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn tức giận trong lòng dốc hết tam giang nước sông đều không thể cọ rửa. Hắn xem ra quá thê thảm, cả người áo quần rách nát, trên thân đều là nhằng nhịt khắp nơi vết thương, đặc biệt là cánh tay trái hoàn toàn biến mất rồi. Nếu là không tìm được Đoạn Chi sống lại vô thượng linh dược, cũng là đại diện cho Hoàng Vân Chí cả đời đều không thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Điện hạ, người cẩn thận dưỡng thương, chuyện kế tiếp giao cho ta. Thanh niên áo bào đen nhàn nhạt nói ra, sau đó ra hiệu đại hoàng cổ quốc người quá tới chăm sóc Hoàng Vân Chí. Còn hắn thì hướng về Cơ Thủy Giao đám người đi đến. Một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ thanh niên áo bào đen trên thân bốc lên, tu vi của hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng vọt. Tông sư cảnh một tầng, tông sư cảnh hai tầng, tông sư cảnh ba tầng. Một mực tăng vọt đến tông sư cảnh 9 tầng, mới chậm rãi yên tĩnh lại, phảng phất có một loại sức mạnh thần bí nào đó, trói buộc hắn tu vi. Thanh niên áo bào đen vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo. Cả người đều tỏa ra một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức, hướng về Cơ Thủy Giao đám người áp bức mà đến, nhưng đại huyền cổ quốc người đều là sắc mặt đại biến. Thiên nhân cảnh cường giả, ngươi là truy hồn thương Tôn Phong, Cơ Thủy Giao cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia 10 phần vẻ ngưng trọng. Tứ đại cổ quốc bên trong, thiên nhân cảnh cường giả đều rất ít, giờ khắc này thanh niên áo bào đen không lại che lấp thân phận, Cơ Thủy Giao trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Truy hồn thương Tôn Phong, thiên nhân cảnh một tầng tu vi. 30 lục thức truy hồn thương pháp mặc dù chỉ là địa cấp tuyệt phẩm công pháp, nhưng ở trong tay của hắn nhưng là lô hỏa thuần thanh. Tôn Phong chính là đại hoàng cổ quốc Ngự Lâm quân đại thống lĩnh, vì lẽ đó Cơ Thủy Giao rất dễ dàng liền nhận ra thân phận của hắn. Ồ, ngươi biết ta, Tôn Phong trong ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cơ Thủy Giao lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới đại hoàng cổ quốc vậy mà như thế không tuân quy củ, dĩ nhiên đưa ngươi phái vào, chẳng lẽ ngươi không biết thiên nhân cảnh cường giả, là không cho tiến vào bát hoang bí cảnh sao? Ta tự nhiên biết, bất quá ta tiến vào bát hoang bí cảnh cũng không phải là vì các ngươi. Tôn Phong cười nhạt nói, nguyên bản ta là không muốn bại lộ thân phận, thế nhưng không nghĩ tới ngươi con bé này thật mạnh sức chiến đấu. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đem toàn bộ của các ngươi giết sạch mới có thể không ảnh hưởng của ta đại kế. Tôn Phong nói hời hợt, thế nhưng trong thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nhưng nhường toàn bộ đại huyền cổ quốc mặt người sắc đại biến. Truy hồn thương Tôn Phong, đây là một cái rất chói mắt tên. Là 30 năm trước đại hoàng cổ quốc trẻ tuổi một đời lĩnh quân người, đã bình ổn dân thân phận, chiến bại chúng nhiều thiên tài, một lần đăng đỉnh. Truyền thuyết người này ý chí kiên định, hơn nữa ra tay tàn nhẫn vô tình, từ hắn thống lĩnh Ngự Lâm quân tới nay, chết ở trong tay hắn người nhiều vô số kể. Đối mặt một người như vậy, coi như là Cơ Thủy Giao cũng không nhịn được biến sắc lên. Tôn Phong, người dám đối với chờ ta ra tay, tốt nhất cần nghĩ cho rõ hậu quả. Cơ Thủy Giao âm thanh biến đến vô cùng lạnh như băng lên. Hậu quả, kha kha, tiểu nữ oa, vậy thì không cần ngươi quan tâm, điện hạ nói muốn ngươi làm người đàn bà của hắn, vậy ngươi liền cho ta bé ngoan đến đây đi. Tôn Phong trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, ngang trời hướng về Cơ Thủy Giao mà đến,
hắn hư không chụp tới, cả người tỏa ra một luồng minh mông vô cùng khí tức, trong lúc xuất thủ có khí thế kinh thiên động địa. Tuy rằng chỉ có thể bùng nổ ra tông sư cảnh 9 tầng sức chiến đấu, nhưng Tôn Phong dù sao cũng là thiên nhân cảnh cường giả, một thân tu vi mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn không phải Cơ Thủy Giao có thể chống lại. Dù sao, hai người sự chênh lệch quá lớn. Cơ Thủy Giao biến sắc, trong tay màu xanh lam cổ kiếm đưa ra, thân kiếm tiếng rung, từng sợi sắc bén ánh sáng lấp lóe, nhanh như chớp giật, hướng về Tôn Phong thủ đoạn chém tới. Cong, Tôn Phong năm ngón tay giống như ưng chảo giống như vậy, quanh quẩn một tầng màu đen sát khí, trực tiếp chộp vào màu xanh lam cổ trên thân kiếm, đồng thời truyền ra một cỗ quỷ dị quái lực. Đốm lửa bắn tứ tung, cổ kiếm rung động, Cơ Thủy Giao cảm giác được cánh tay tê dần, trong tay cổ kiếm kém chút liền muốn tuột tay mà bay. Tôn Phong tốc độ cực nhanh, một chiêu đắc thủ về sau, lấy một loại quái dị góc độ vòng tới Cơ Thủy Giao phía sau, một chưởng vỗ ra. Cong, hào quang rực rỡ, màu xanh lam cổ kiếm run rẩy không ngừng, lần này Cơ Thủy Giao trong tay cổ kiếm cũng lại không cầm được, trong nháy mắt tuột tay mà bay. Mà nàng cũng bị Tôn Phong trưởng lực bắn trúng, cả người bay ngược vài chục trượng, trên mặt lộ ra một tia không bình thường ửng hồng vẻ. Dù sao trước mới vừa cùng Hoàng Vân Chí đấu qua một hồi, Cơ Thủy Giao tuy rằng thắng rồi, nhưng cũng bỏ ra cái giá đáng kể. Hơn nữa, Tôn Phong chỉ là tay không, trong truyền thuyết truy hồn thương cũng chưa từng xuất hiện. Cơ Thủy Giao khóe miệng hiện ra một tia cay đắng, nếu là Tôn Phong sử dụng truy hồn thương, e sợ chính mình giờ khắc này đã thua. Chương 254, khủng bố thân thể. Tôn Phong, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Cơ Thủy Giao âm thanh rất lạnh, ẩn chứa một nguồn áp lực sự phẫn nộ. Đại huyền cổ quốc người đều là sắc mặt vô cùng trắng bệch, liền Cơ Thủy Giao đều thất bại, ai còn có thể cứu được bọn họ. Đừng nói là đại huyền cổ quốc người thật sự đều phải chết ở chỗ này sao. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, điện hạ sẽ hảo hảo sủng ái của ngươi, Thủy Giao công chúa, bé ngoan bó tay chịu trói đi. Tôn Phong đứng chắp tay, vẻ mặt lãnh đạm cực kỳ, cả người khí thế mạnh mẽ đem Cơ Thủy Giao khóa chặt lên. Cơ Thủy Giao, ngươi tiện nhân này, ta nhất định sẽ hảo hảo sủng hạnh của ngươi. Hoàng Vân Chí trong ánh mắt tràn đầy dâm, tà vẻ, hai mắt nóng rực cực kỳ, dường như muốn đem Cơ Thủy Giao cả người quần áo lột sạch. Cơ Thủy Giao sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt mấy phần, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, nói, muốn đánh thì đánh, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý. Muốn chết, cái kia cũng phải nhìn ngươi có thể hay không chết, nếu Thủy Giao công chúa không biết cân nhắc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tôn Phong cười lạnh một tiếng, lăng không cất bước đi tới. Cả người tỏa ra một luồng lạnh lẽo, bá đạo khí thế hướng về Cơ Thủy Giao áp bức mà đến, mỗi một bước ra, đều phảng phất có thể nhường hư không rung động. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ Thủy Giao cùng với đại huyền cổ quốc mọi người, trên mặt đều là không thể tránh khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Đường đường thiên nhân cảnh cường giả, dĩ nhiên đối với một cái long hổ cảnh thiếu nữ động thủ, người có còn nên mặt. Một cái lười nhác, tùy ý mà âm thanh trong trẻo vang lên. Nhưng mặt của mọi người sắc đều là biến đổi, ánh mắt đột nhiên hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Đặc biệt là Cơ Thủy Giao cùng đại huyền cổ quốc mọi người, trên mặt lộ ra một tia kích động. Trong rừng núi xa xa, đi tới một cái vóc người thon dài, áo trắng như tuyết thiếu niên, xem ra bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ, rất thanh tú, giờ khắc này khóe miệng ngậm lấy một cọng cỏ đằng, nụ cười sán lạn, xem ra tùy ý mà tiêu sái. Lăng Tiêu, nhìn thấy thiếu niên này, Cơ Thủy Giao đầu tiên liền ngây ngẩn cả người. Trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Người này tại sao lại ở chỗ này? Hắn bất quá là long hổ cảnh 4 tầng tu vi, được rồi hiện tại đã long hổ cảnh ngũ trọng, nhưng ở trong mọi người cũng là hạng chót tồn tại. Tiểu tử này thực sự là không biết trời cao đất rộng a, hắn đến có thể có ích lợi gì? Cơ Thủy Giao trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Lăng Tiêu, làm sao chỉ có ngươi một người? Chẳng lẽ đại hoang cổ quốc cũng nghĩ không biết tự lượng sức mình, ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Hoàng Vân Chí trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhìn một chút Lăng Tiêu phía sau, phát hiện chỉ có một mình hắn, đại hoang cổ quốc những người khác đều chưa từng xuất hiện. Mà Tôn Phong khi nghe đến tên Lăng Tiêu về sau, ánh mắt co rụt lại, thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút. Yên tâm, chỉ có ta một người, ta chỉ là không ưa các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt nữ nhân thôi, không bằng các ngươi cho ta một bộ mặt, thả Thủy Giao công chúa các nàng làm sao. Lăng Tiêu tùy ý cười nói, từng bước một đi tới, ánh mắt hờ hững mà bình tĩnh. Không có một chút nào e ngại vẻ. Nể mặt ngươi, ngươi tính là thứ gì? Trương Khiêm, nếu tiểu tử này không biết lợi hại, giết hắn. Hoàng Vân Chí trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, quát lạnh nói. Rõ, nhất thời từ đại hoàng cổ quốc bên trong nhảy ra ngoài một cái khuôn mặt nham hiểm thanh niên, ánh mắt giống như rắn độc, mặc dù là tông sư cảnh một tầng,
nhưng thân trên tản mát ra hàn khí, nhường người có chút không rét mà run. Tiểu tử, quản việc không đâu là sẽ chết người đấy. Chính ngươi muốn chết, có thể cũng đừng trách ta. Trương Khiêm cười lạnh một tiếng, lăng không một trưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Màu đen tiên thiên cương khí dâng trào, tỏa ra một luồng băng hàn khí tức, to lớn trưởng ấn ngang trời chấn áp xuống, ẩn chứa một cỗ cường đại sát khí. Đối mặt một trưởng này, Lăng Tiêu vẻ mặt không biến, vẫn như cũ rất hờ hững, vẫn như cũ là từng bước một chậm rãi đi tới. Mà trên người hắn nhưng tùy theo bao phủ một tầng nhàn nhạt kim quang, xem ra thần bí mà uy nghiêm, có một tia thần bí khí thế lưu chuyển. Dừng tay, Cơ Thủy Giao trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, vội vã hô to nói. Lăng Tiêu bất quá là long hổ cảnh 5 tầng tu vi, làm sao có thể là Trương Khiêm đối thủ. Đối với này tiểu tử ngốc vì nàng ra mặt, Cơ Thủy Giao trong lòng vẫn là rất cảm kích, nhưng nếu là bởi vậy liên lụy Lăng Tiêu vì nàng mà chết, trong lòng hắn liền rất bất an. Huống chi, đến đây bát hoang bí cảnh thời điểm, tỷ tỷ đã từng cùng nàng đã nói, nếu là gặp Lăng Tiêu liền chăm sóc một phen. Tôn Phong thân hình lóe lên, liền ngăn ở Cơ Thủy Giao trước mặt, lãnh đạm nói ra, Thủy Giao công chúa, chính ngươi đều là tự thân khó bảo toàn. Trước tiên quản tốt chính ngươi đi. Cùng lúc đó, Trương Khiêm một trưởng đã đập vào Lăng Tiêu trên thân, băng hàn vô cùng trưởng lực đem Lăng Tiêu bao phủ hạ xuống. Ầm ầm, Lăng Tiêu liền nhìn cũng không nhìn Trương Khiêm một chút, thậm chí đều không có dừng lại nửa khắc, vẫn như cũ là lạnh nhạt hướng về phía trước đi đến. Mà Trương Khiêm một trưởng vỗ ở Lăng Tiêu trên thân, nhưng chỉ là rơi vào cái kia mảnh kim quang bên trên liền không còn cách nào đi tới mảy may, sau đó một luồng vô cùng thần lực bỗng nhiên phản chấn mà đến. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm, triệt để bạo phát lên. Ngang, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, Trương Khiêm trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, cả người lấy tốc độ nhanh hơn đổ bay trở về, hai tay trong nháy mắt nổ thành một mảnh xương máu, trong miệng ho ra máu không ngừng, hung hăng đập vào xa xa đại địa bên trên, không rõ sống chết. Lăng Tiêu tu thành địa long thân thể về sau, thân thể lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Coi như là thiên nhân cảnh cường giả, chỉ bằng vào thân thể lực lượng chiến đấu, đều sẽ trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh nổ. Lăng Tiêu vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu không thì Trương Khiêm cũng không phải là đứt đoạn mất hai tay đơn giản như vậy, cả người đều sẽ bị chấn động thành một mảnh bột mịn. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Long hổ cảnh 5 tầng Lăng Tiêu, ngay cả ra tay đều không có ra tay, vẻn vẹn thân thể lực phản chấn, liền phế bỏ một vị tông sư cường giả hai tay, đây là cỡ nào biến thái. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, cảm giác được thoáng như trong mộng. Cơ Thủy Giao cũng là trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, coi như là nàng cũng không làm được không ra tay, liền đem Trương Khiêm chấn động thành trọng thương, không trách Lăng Tiêu lại dám một thân một mình đến đây, nguyên lai thật là có cường đại sức mạnh. Cơ Thủy Giao nhớ tới trước tiến vào bát hoang bí cảnh, nàng nói phải bảo vệ Lăng Tiêu mà nói, giờ khắc này nhớ tới quả thực chính là trò cười. Lăng Tiêu thực lực chân chính, mạnh hơn nàng, chỉ có Tôn Phong, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, tuy rằng đã sớm dự liệu được Lăng Tiêu rất mạnh. Nhưng kinh khủng như thế thân thể lực lượng, vẫn là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Vân Chí trên mặt lộ ra một bộ quái đản giống như vẻ mặt, âm thanh không tự chủ đều có chút bắt đầu run rẩy. Hết cách rồi, Lăng Tiêu lộ ra chiêu này quá đáng sợ, không ra tay liền có thể đánh giết một vị tông sư cảnh cường giả, nếu là hắn ra tay, lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào? Chương 255, khí thế giao chiến, truy hồn thương Tôn Phong, ngươi có phải là vì ta tới chứ? Đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Lăng Tiêu không có phản ứng Hoàng Vân Chí, bình tĩnh nhìn Tôn Phong, trong ánh mắt lộ ra một vệt cường đại chiến ý. Tu thành địa long thân thể, nhưng Lăng Tiêu thân thể đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng, vì lẽ đó hắn muốn xem một chút, mình và thiên nhân cảnh cường giả trong lúc đó đến cùng còn hơn kém nhau bao nhiêu. Tôn Phong, chính là một khối tốt nhất đá thử vàng. Người quả nhiên thông minh. Tôn Phong thật sâu nhìn Lăng Tiêu vừa nhìn, không hổ là có thể lấy tông sư cảnh 3 tầng tu vi, đánh bại xà thiên lạc người. Có thể nhường vạn thú môn kiêng kỵ như vậy, thậm chí không tiếc trả giá thật lớn, để cho ta tới giết ngươi, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tôn Phong mà nói giống như một đạo sấm sét, chấn động đến mức Cơ Thủy Giao cùng Hoàng Vân Chí đều là sắc mặt đại biến. Cái gì, Lăng Tiêu đánh bại xà thiên lạc? Xà thiên lạc là ai? Vạn thú thất tử một trong, bát hoang vực thiên tài tuyệt thế, tuy rằng còn không coi là đứng đầu nhất một loại kia yêu nghiệt, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố, tối thiểu xà thiên lạc ra tay, đủ để quét ngang tứ đại cổ quốc trẻ tuổi thiên tài. Nhưng Tôn Phong lại nói, xà thiên lạc dĩ nhiên thua ở Lăng Tiêu trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long hổ cảnh 3 tầng, đánh bại tông sư cảnh 6 tầng xà thiên lạc, loại này kinh khủng thiên phú, nhưng Cơ Thủy Giao đều là ảm đạm phai mờ.
Lăng Tiêu đánh bại Xà Thiên Lạc Nguyên vốn phải là một kiện khiếp sợ bát hoang vực đại sự, chỉ là bởi vì thời gian còn thiếu, tứ đại cổ quốc khoảng cách lại rất xa, vì lẽ đó Cơ Thủy Giao cùng Hoàng Vân Chí bọn người không biết. Đặc biệt là Hoàng Vân Chí, vốn cho là Tôn Phong sở dĩ đến đây bát hoang bí cảnh, là vì bảo vệ hắn, kết quả hiện tại mới biết nói, Tôn Phong mục đích thực sự, là muốn chém giết Lăng Tiêu. Giết ta, ngươi còn không có tư cách. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vệt hào quang óng ánh. Coi như là đối mặt một vị thiên nhân cảnh cường giả, Lăng Tiêu cũng không có một chút nào e ngại vẻ, trong lòng trái lại dâng lên cường đại chiến ý. Kiếp trước chí tôn, kiếp này nhất định cũng phải quân lâm thiên hạ, chỉ là thiên nhân cảnh lại đáng là gì. Ngông cuồng, Tôn Phong ánh mắt chìm xuống, cả người tỏa ra một cỗ khí thế cường đại hướng về Lăng Tiêu áp bức mà đến. Mặc dù không cách nào bùng nổ ra thiên nhân cảnh sức chiến đấu, nhưng Tôn Phong đã sớm thiên nhân hợp nhất, chu thiên một thể, lấy nhân lực điều động thiên địa chi lực, nhất thời hư không rung động, một luồng lạnh lẽo mà sắc bén khí thế đem Lăng Tiêu khóa chặt lên, mênh mông như biển, muốn áp bức hắn quỳ xuống tới. Thiên nhân cảnh cường giả, mặc dù có thể nghiền ép tông sư cảnh, ngoại trừ có thể điều động thiên địa chi lực bên ngoài, còn tìm hiểu võ đạo tư thế, lấy đại thế ép người, không có gì bất lợi. Tôn Phong trên người cái kia cỗ thiên địa tư thế, nhưng Cơ Thủy Giao cùng Hoàng Vân Chí bọn người là biến sắc, liên tiếp lui về phía sau ra. Sóng khí cuồn cuộn, vô hình khí thế đan dệt, mênh mông thiên địa chi lực ngưng tụ lại, hướng về Lăng Tiêu mạnh mẽ chân áp xuống. Cút, Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong miệng quát nhẹ một tiếng, nhất thời một cỗ cuồng bạo khí thức từ Lăng Tiêu trên thân thức tỉnh rồi, bá đạo, cổ lão, uy nghiêm mà thần bí, Lăng Tiêu ánh mắt lãnh đạm như sắt, lại như là một vị bế nghệ thiên hạ tuyệt thế chí tôn, tỏa ra nhường thiên địa đều rung động sức mạnh. Ầm ầm, vô hình khí thế va chạm, trong hư không sóng khí bốc lên, đại địa run rẩy, vô số cây cỏ núi đá hóa thành bột mịn, khí tượng kinh người. Ngang, cùng lúc đó, một luồng chấn động vân tiêu tiếng rồng ngâm vang lên, Lăng Tiêu tắm rửa màu vàng hào quang, cả người khí huyết bốc lên, phảng phất tại sau đầu tạo thành một vòng kiêu dương, hắn tóc đen tung bay, mắt sáng ngời, thân thể phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa, hướng về phía trước tàn nhẫn mà bước ra một bước. Phảng phất là gióng chống trời, mặt đất rung chuyển, trước mắt cái kia cỗ quấn quýt khí thế trong nháy mắt liền hỗn loạn cả lên, mà đối diện Tôn Phong nhưng là trong nháy mắt biến sắc, cảm giác được khí huyết sôi trào lên. Tiểu tử này, sao có thể có như vậy khí thế kinh khủng? Tôn Phong trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, sắc mặt biến được 10 phần khó coi. Võ giả tu thiên địa chi lực, công pháp tu luyện tới cực hạn, có thể hình thành chính mình võ đạo ý cảnh, mà võ đạo ý cảnh viên mãn, chạm tới thiên địa chi lực, điều động thiên địa đại thế, tìm hiểu võ đạo hàm nghĩa về sau, cũng là tạo thành thế. Nơi này thế là thiên địa đại thế, là võ đạo tư thế. Tôn Phong nguyên bản liền muốn lấy thiên địa đại thế áp bức Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu trực tiếp quỳ xuống đến, muốn bất chiến mà thắng. Dù sao Lăng Tiêu chỉ là long hổ cảnh tu vi, tuy rằng chiến lực cường đại, thế nhưng so với thiên nhân cảnh cường giả, vẫn là kém quá nhiều. Thế nhưng không nghĩ tới, Lăng Tiêu chẳng những không có chịu đến Tôn Phong thiên địa tư thế ảnh hưởng, trái lại tỏa ra một luồng nhường Tôn Phong đều khiếp sợ không gì sánh nổi khí thế. Tôn Phong ẩn ẩn cảm giác được, đối mặt mình phảng phất không phải một người thiếu niên, mà là một vị hoành tảo bát hoang lục hợp, quân lâm thiên hạ tuyệt thế chí tôn, nhường hắn cũng không nhịn được bên trong tim run rẩy. Lăng Tiêu lại là bước ra một bước, bước chân phảng phất rơi vào thiên địa khí thế thiết điểm bên trên, nhường Lăng Tiêu khí thế lại bay lên mấy phần. Lăng Tiêu từng bước một hướng về Tôn Phong đi tới, mỗi một bước bước ra đều sẽ nhường khí thế của hắn càng mạnh mẽ mấy phần, phảng phất thiên địa đại thế đều hội tụ ở Lăng Tiêu quanh thân, giống như thiên hà sóng lớn cuốn ngược, trái lại hướng về Tôn Phong chấn áp xuống. Lăng Tiêu liên tiếp bước ra 9 bước, làm bước cuối cùng hạ xuống xong, trong nháy mắt hư không rung mạnh, lôi đình nổ vang, mênh mông thiên địa đại thế sau lưng Lăng Tiêu ngưng tụ, hóa thành một cái kim sắc long hình sóng khí, gầm thét một tiếng, bỗng nhiên hướng về Tôn Phong chấn áp xuống. Tôn Phong biến sắc, lộ ra một tia không bình thường ửng hồng vẻ, trong nháy mắt liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, một trường ngang trời, trường ấn bộc phát ra, mới miễn cưỡng đem long hình sóng lớn hóa giải. Thiên nhân cảnh, chỉ đến như thế. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ hết ra sự sắc bén, nhàn nhạt nói ra. Tôn Phong ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là nhấc lên một luồng cơn sóng thần, khiếp sợ không gì sánh nổi, giữa hai người khí thế giao chiến, dĩ nhiên lấy của hắn thảm bại mà kết cuộc. Lăng Tiêu vẻn vẹn bước ra 9 bước, liền làm cho hắn không xuất thủ không được hóa giải, vì lẽ đó của hắn triệt để thua. Cơ Thủy Giao cùng Hoàng Vân Chí cũng đều là sợ ngây người. Bọn họ tuy rằng không nhìn ra khí thế giao chiến huyền diệu, nhưng cũng có thể nhìn ra, ở đây loại vô hình giao chiến bên trong, Tôn Phong thất bại.
Thế nhưng Tôn Phong nhưng là thiên nhân cảnh cường giả, hắn làm sao lại thua cho Lăng Tiêu? Chuyện này quả thật là lật đổ tất cả mọi người nhận thức, đặc biệt là Cơ Thủy Giao, miệng sừng lộ nở một nụ cười khổ vẻ, nhưng vẻ mặt cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Lăng Tiêu sức chiến đấu càng mạnh, cũng là đại diện cho Đại Huyền cổ quốc mọi người hy vọng chạy trốn càng lớn. Mà Cơ Thủy Giao cũng càng ngày càng hiếu kỳ, thiếu niên này đến cùng tỷ tỷ là quan hệ như thế nào? Miệng lưỡi bén nhọn, ta muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi có phải là cùng miệng của ngươi như thế lợi hại? Tôn Phong ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra một vệt rừng rực sát cơ, Lăng Tiêu vượt qua yêu nghiệt, trong lòng hắn sát cơ liền vượt qua hừng hực. Nhất định phải giết Lăng Tiêu, nếu không thì chờ Lăng Tiêu trưởng thành, quả thực là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Tôn Phong cả người tỏa ra một cỗ cường đại tu vi gợn sóng, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh màu đen chiến thương, tản ra sâu thẳm ánh sáng, phong mang vô cùng. Truy hồn thương, muốn đánh thì đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một vệt cường đại chiến ý, dòng máu khắp người đều sôi trào lên, bức thiết muốn cùng Tôn Phong một trận chiến. Giống, nhưng vào lúc này, một đạo cự đại tiếng gào chấn động thung lũng, đại địa cũng bắt đầu run rẩy, từ trong rừng núi xa xa, truyền đến một trận kinh khủng chạy trồm tiếng. Chương 256, thông tí cự viên, ầm ầm ầm, đại địa chạy trồm, núi rừng gào thét, rất nhiều cổ thụ che trời sụp đổ, hóa thành bột mịn, phảng phất là thiên quân vạn mã chạy trồm. Nhất thời để Lăng Tiêu cùng Tôn Phong bọn người là biến sắc, bỗng nhiên hướng về cái hướng kia nhìn lại. Giống, giống, một cỗ kinh khủng sát khí tràn ngập, từ trong rừng núi lao ra rất nhiều màu đen vượn lớn, từng cái bộ lông đen bóng, yêu khí cuồn cuộn, xem ra cao khoảng một trượng, hai tay cực dài, cơ hồ đều rũ xuống tới trên mặt đất. Vừa nãy chạy trồm cùng gào thét, chính là đám này vượn lớn tạo thành, phóng tầm mắt nhìn tới, có tới hơn trăm đầu vượn lớn, từng cái ánh mắt máu đỏ. Tràn đầy tàn bạo sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đám người. Đặc biệt là cầm đầu một vị vượn lớn, có tới cao mười mấy trượng, như là một vị đỉnh núi nhỏ, cầm trong tay một cây đại thiết côn, cả người đều tỏa ra ngập trời sát khí, trong đó nhe răng trợn mắt, trong miệng phát ra to lớn tiếng gào. Thông tí cự viên, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời lộ ra một tia ngưng trọng. Trước mắt đám này thông tí cự viên, cùng Lăng Tiêu ở hung thú sơn mạch trong gặp phải hỗn thế ma viên như thế, đều là thái cổ viên hầu dị chủng. Đặc biệt là cầm đầu thông tí viên vương, nhìn khí tức trên người, dĩ nhiên đạt đến yêu thú cấp 6 đỉnh cao. Mà còn lại những thông tí cự viên kia, ít nhất cũng đều là cấp 4 yêu thú, phần lớn đều là năm giai yêu thú, đứng ở nơi đó đấm vào lồng ngực, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo mà khát máu sát cơ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không được, Tôn Phong biến sắc, cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ, dù muốn hay không liền muốn lùi về sau. Hắn cách này quần thông tí vượn gần nhất, đặc biệt là thông tí viên vương thân bên trên tán phát uy thế khủng bố, để hắn tê cả da đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cấp 6 đỉnh cao yêu thú, hắn căn bản không thể nào là đối thủ, huống chi thông tí cự viên vẫn là thái cổ dị chủng. Thế nhưng đã chậm, to lớn thiết côn tản ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, giống như thông thiên thần trụ như thế, bị thông tí viên vương vung lên, hướng về Tôn Phong mạnh mẽ đập xuống. Dù sao ở thông tí viên vương nhận biết bên trong, Tôn Phong tu vi tối cao, cũng là uy hiếp to lớn nhất một cái, vì lẽ đó trong nháy mắt liền ra tay rồi. Đáng chết, Tôn Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, này một côn bao phủ phương viên hơn 10 trượng địa vực, yêu khí cuồn cuộn, thần lực vô song, nhanh hơn chớp giật, hắn căn bản không có bất kỳ tránh né cơ hội, chỉ có thể kiệt lực triển khai trong tay truy hồn thương pháp, truy hồn cổ thương ngang trời mà lên, hướng về đại thiết côn chặn lại. Ầm ầm, ngập trời thần lực rơi xuống, đại địa kịch liệt rung động. Chung quanh loạn thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn, Tôn Phong trong tay truy hồn thương bỗng nhiên cong queo, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền lộ ra không bình thường ửng hồng vẻ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bay ngược hơn 10 trượng, cánh tay cơ hồ đều chết lặng. Giống, 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 nhìn thấy thông tí viên vương ra tay rồi, những thông tí cự viên kia cũng đều là gào thét lớn đấm vào lồng ngực, lộ ra dữ tợn răng nanh, trong tay cầm một côn lớn, cự thạch, thậm chí là tay không, hướng về Lăng Tiêu đám người vọt tới. Thông tí cự viên tuy rằng hình thể khổng lồ, thế nhưng mười phần linh hoạt, tốc độ cực nhanh, cất bước như gió, cái kia cũng ngập trời sát khí, để sắc mặt của rất nhiều người trong nháy mắt biến đến vô cùng sát biến thành màu trắng. Không được, bầy súc sinh này quá mạnh mẽ, mau bỏ đi. Cơ Thủy Giao sắc mặt đại biến, vội vã mang theo Đại Huyền cổ quốc thiên tài, hướng về giới tử trận pháp cửa ra vào phóng đi. Giống, một vị xông lên phía trước nhất thông tí cự viên, trong nháy mắt liền đi tới một cái Đại Huyền cổ quốc thanh niên trước mặt. Người thanh niên kia lại như là sợ choáng váng như thế, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, dĩ nhiên chạy đều chạy không nổi rồi.
Thông tí cự viên trong con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ, quạt hương bổ giống như bàn tay khổng lồ trong nháy mắt liền giữ lại người thanh niên kia ít hầu, sau đó trương mở cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp đem người thanh niên kia cắn thành hai đoạn, cực kỳ máu tanh. Triệu sư huynh, một cái đại huyền cổ quốc nữ tử sợ đến hoa dung thất sắc, hô to lên. Nhưng nàng này một gọi, cũng đã kinh động mấy tôn thông tí cự viên, hướng về nàng vọt tới, tốc độ cực nhanh, để sắc mặt nàng đại biến, không có một chút hồng hào, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lăng Tiêu thở dài một hơi, những này đại huyền cổ quốc đệ tử thiên tài, chỉ có một thân tu vi, thế nhưng ý chí quá mức bạc nhược, đối diện với mấy cái này thông tí cự viên, lại bị đoạt đi tâm trí, dễ dàng như vậy liền chôn thây ở yêu trong bụng. Vừa mới cái kia thanh niên, nếu là lấy dũng khí chiến đấu, coi như là không địch lại, muốn chạy trốn cũng sẽ không rất khó. Lăng Tiêu thân hình giống như một đạo chớp giật, trong nháy mắt liền ngăn ở cô gái kia trước mặt, đấm ra một quyền, kim quang rừng rực, bỗng nhiên đem gần nhất một vị thông tí cự viên đẩy lui. Các ngươi đi mau, ta đến đoạn hậu. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, để lại một câu nói về sau, hướng về phía trước hai vị vượn lớn đánh tới. Lăng Tiêu thân thể lực lượng là cỡ nào mạnh mẽ, coi như là những này thông tí cự viên là thái cổ dị chủng, nhưng cũng căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, ngạnh hám mấy quyền về sau, liền bị Lăng Tiêu đánh bay, đồng thời cũng càng kích phát rồi thông tí cự viên hung tính, càng ngày càng nhiều thông tí cự viên hướng về Lăng Tiêu vào tới. Đại huyền cổ quốc nữ tử đều là 10 phần cảm kích nhìn Lăng Tiêu vừa nhìn, sau đó nhanh chóng cùng cơ thủy giao sẽ cùng, hướng về trận pháp cửa ra vào bỏ chạy. Một mặt khác, đại hoàng cổ quốc nhưng là càng thêm thê thảm, tuy rằng có Tôn Phong tạm thời chặn lại rồi thông tí viên vương, nhưng vẫn là có 3 cái đệ tử thiên tài né tránh không kịp, bị mấy tôn thông tí cự viên xé thành nát tan, trương mở cái miệng lớn như chậu máu nhai, tình cảnh máu tanh cực kỳ, để người tê cả da đầu. Hoàng Vân Chí đã sớm sợ hãi đến đầy mặt trắng xám, ở hai cái thanh niên bảo vệ dưới, cũng hướng về trận pháp phương hướng lối ra thối lui. Tôn Phong cầm trong tay truy hồn thương, cùng thông tí viên vương đại chiến kịch liệt, kinh khủng sóng khí quét sạch tứ phương, chỗ đến loạn thạch hóa thành bột mịn, cổ thụ dồn dập sụp đổ, địa chấn núi rung. Thông tí viên vương quá kinh khủng, hắn cùng Tôn Phong chiến đấu tuy rằng không có quá nhiều kỹ xảo, thế nhưng dốc hết toàn lực, Tôn Phong chỉ có thể chật vật né tránh, mà trong tay truy hồn thương cũng không thể cho thông tí viên vương mang đến quá nhiều uy hiếp. Truy hồn thương trên người thông tí viên vương lưu lại cái kia chút vết máu, trái lại kích phát rồi thông tí viên vương hung tính, càng thêm cuồng bạo hướng về Tôn Phong công kích. Nhanh lên một chút trốn, ta nhanh không ngăn được, Tôn Phong hướng về đại hoàng cổ quốc mọi người giống to. Những này thông tí cự viên quá hung tàn, hơn nữa hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu cực cường, nhưng hai đại cổ quốc đệ tử thiên tài, căn bản không có bất kỳ chiến ý, mỗi một người đều sợ hãi. Lăng Tiêu đoạn hậu, vì là cơ thủy giao các đại huyền cổ quốc người đỡ được đông đảo thông tí cự viên, cuối cùng đại huyền cổ quốc người, chỉ có mới bắt đầu cái kia xui xẻo thanh niên chết rồi, những người khác đều thuận lợi vọt tới giới tử trận pháp cửa ra vào. Lăng Tiêu quanh thân phun thả màu vàng thần quang, tinh lực cuồn cuộn, kim cương phục ma quyền bị hắn triển khai đến cực hạn, mỗi đấm ra một quyền, đều sẽ đem một vị thông tí cự viên đánh bay, những này chỉ có cấp 4 cùng 5 giai thông tí cự viên, tuy rằng hung hãn không sợ chết, nhưng chỉ bằng thân thể dũng mãnh, căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Chương 257, Long uy kinh thế. Giống, Lăng Tiêu chiến đấu, trong nháy mắt liền đưa tới hai cái cao 3 trượng thông tí cự viên chú ý. Này hai cái thông tí cự viên khí thức đạt đến 5 giai đỉnh cao, chỉ kém một tia liền có thể tấn thăng đến cấp 6 cảnh giới, sự gia nhập của bọn nó, trong nháy mắt cho Lăng Tiêu tạo thành rất lớn áp lực. Hai vị thông tí cự viên đồng thời hướng về Lăng Tiêu giết tới, ánh mắt máu đỏ, trong tay thép dòng đại bổng tản ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, mang theo một luồng bàng bạc yêu khí, mạnh mẽ hướng về Lăng Tiêu oanh tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, cả người tinh lực như rồng, không tránh không né. Trực tiếp song quyền cùng xuất hiện, lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ thép dòng đại bổng. Một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiêu cùng cái kia hai vị thông tí cự viên đều là cả người chấn động, đồng thời rút lui ra. Mà một mặt khác, thông tí viên vương khí thế như hồng, một gậy nổ xuống, trực tiếp đem Tôn Phong đập cho thổ huyết, bay ngược hơn 10 trượng. Giống, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông tí viên vương ánh mắt lạnh lẽo rơi vào Tôn Phong trên thân, chiến ý bốc lên. Cả người yêu khí càng phát khủng bố lên, vung mạnh đại bổng hướng về Tôn Phong nổ xuống. Tôn Phong sắc mặt trắng bệch, khí tức suy nhược, giờ khắc này nơi nào còn dám cùng thông tí viên vương dây dưa, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu đen bóng mờ, hướng về giới tử trận pháp cửa ra vào cực tốc lao đi. Thế nhưng cái kia đại bổng tích chứa khủng bố sát khí như hình với bóng, phát ra gào khóc thảm thiết tiếng hú,
sóng khí cuồn cuộn, uy lực vô cùng. Tôn Phong trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, dĩ nhiên trực tiếp nắm lấy cái cuối cùng đại hoàng cổ quốc thanh niên, bỗng nhiên hướng về phía sau ném đi. Không muốn, a, người thanh niên kia mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hét thảm một tiếng, trong nháy mắt liền bị Thông Tí Viên Vương đại bổng oanh thành một mảnh xương máu. Thừa dịp Thông Tí Viên Vương hơi sững sờ trong nháy mắt, Tôn Phong bóng người trong nháy mắt lướt ra ngoài vùng thung lũng này. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cũng không có tiếp tục cùng những Thông Tí cự viên kia dây dưa, cả người hóa thành một đạo chớp giật, cực nhanh hướng về giới tử trận pháp phóng đi. Giống, 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 toàn bộ Thông Tí cự viên đều bạo nộ rồi, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lăng Tiêu trên thân, kể cả vị này Thông Tí Viên Vương đồng thời, hướng về Lăng Tiêu đuổi đi theo. Dường như muốn đem toàn bộ tức giận đều phát tiết đến Lăng Tiêu trên thân, cái kia một đôi trong đôi mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào sát cơ. Tiếng gào rung trời, đất rung núi chuyển, Lăng Tiêu cảm thấy một luồng nguy cơ chí mạng, ánh mắt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, căn bản không thể chiến thắng Thông Tí Viên Vương. Hơn nữa Lăng Tiêu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, này bát hoang bí cảnh phong ấn quá kỳ quái, vì sao bí cảnh bên trong sinh linh tu vì là cũng không có bị hạn chế. Lại như là Thông Tí Viên Vương, cấp 6 đỉnh cao yêu thú sức mạnh, nhưng là một chút cũng không có suy giảm. Lăng Tiêu, mau ra đây. Trước mắt chính là giới tử trận pháp cửa ra vào, Lăng Tiêu đã thấy Cơ Thủy Giao lo lắng khuôn mặt, thúc giục Lăng Tiêu mau chạy ra đây. Nhưng vừa lúc đó, Tôn Phong có chút mặt mũi dữ tợn xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Lăng Tiêu hơi run run, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Lăng Tiêu, người đi chết đi. Ha ha ha, Tôn Phong trong ánh mắt sát cơ cực kỳ nồng nặc, một cái tát đánh về lối ra bên ngoài cái kia một tảng đá xanh lớn, cái kia khối tảng đá lớn chính là giới tử trận pháp chỗ then chốt vị trí. Không muốn, Cơ Thủy Giao kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng trong nháy mắt liền im bặt đi. Bởi vì Lăng Tiêu nhìn thấy, trước mắt cái kia đạo giới tử trận pháp biến thành quang môn, trong nháy mắt một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trực tiếp biến mất không thấy. Lăng Tiêu ánh mắt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Tôn Phong, đáng chết. Lăng Tiêu nắm đấm nắm chặt, móng tay thậm chí xa vào đến trong lòng bàn tay, lưu lại nhẹ nhẹ vết máu, trong lòng tràn đầy lửa giận ngập trời. Giống, mà giờ khắc này, Lăng Tiêu đã không lo được phẫn nộ, bởi vì phía sau đám kia Thông Tí vượn đều đã xông tới, từng cái mắt lộ ra sát khí lạnh như băng, ánh mắt máu đỏ, đem Lăng Tiêu quay chung quanh lên. Đặc biệt là vị này Thông Tí Viên Vương, cao mười mấy trượng, cả người sát khí quanh quẩn, khí huyết như hồng, trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu, có một cỗ khí thế kinh khủng hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Vượn huynh, đánh đánh giết giết nhiều không được, không bằng chúng ta hảo hảo đàm luận một hồi. Lăng Tiêu trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn Thông Tí Viên Vương nói ra. Thông Tí Viên Vương đã có cấp 6 đỉnh cao thực lực, hẳn là cũng có không kém hơn người bình thường linh trí, hay là có thể nghe hiểu Lăng Tiêu. Thông Tí Viên Vương hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh lùng như cũ, không nói một lời. Vượn huynh, người xem các người bị vây ở chỗ này bí cảnh bên trong nên có rất lâu chứ? Không bằng như vậy, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài làm sao? Lăng Tiêu thử hỏi, trong lòng hắn cũng có chút thấp thỏm, không xác định Thông Tí Viên Vương có phải hay không nghe hiểu lời nói của hắn. Giống, Thông Tí Viên Vương trong miệng bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, con mắt đỏ ngầu dĩ nhiên bịt kín một tầng hắc mang, nhàn nhạt màu đen sát khí từ trên người nó tràn ngập ra, tỏa ra một luồng hắc ám, tà ác cùng khí tức lạnh như băng. Thông Tí Viên Vương cũng không còn chần chờ chút nào, vung lên to lớn thiết bổng, mang theo ngập trời sát khí, hướng về Lăng Tiêu đập tới. Quỷ dị khói đen, Lăng Tiêu cả người chấn động, vừa Thông Tí Viên Vương trong ánh mắt tầng kia hắc mang tuy rằng rất nhạt, nhưng Lăng Tiêu vẫn là bén nhạy đã nhận ra. Lại chính là hắn mấy lần gặp phải quỷ dị khói đen. Những này Thông Tí cự viên làm sao sẽ nhiễm phải quỷ dị khói đen. Nhưng giờ khắc này, Lăng Tiêu đã không lo được suy nghĩ những chuyện này, bởi vì Thông Tí Viên Vương gậy sắt lớn đã đập xuống, Lăng Tiêu dưới chân lưu quang lóe lên, cả người trong nháy mắt rút lui ra. Ầm ầm, Thông Tí Viên Vương một gậy đập xuống, nhất thời đại địa ầm ầm nổ vang, xuất hiện một cái hơn 10 trượng dài vết nứt, mà Lăng Tiêu bị cái kia cỗ khí sóng cũng đánh bay vài chục trượng. Thật biến thái. Không hổ là thái cổ dị chủng, loại này sức mạnh cuồng bạo, còn mạnh hơn ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn tu thành địa long thân thể về sau, thân thể lực lượng tăng vọt gấp trăm lần. Lăng Tiêu có lòng tin coi như là một vị yêu thú cấp 6, hắn cũng có nắm chắc một quyền đánh giết. Nhưng Thông Tí Viên Vương quá kinh khủng, cấp 6 đỉnh cao thực lực, lại thêm vào thái cổ dị chủng huyết mạch, để hắn cùng lúc trước hỗn thế ma viên như thế, có gần như yêu vương khủng bố thần lực, để Lăng Tiêu cũng là cảm thấy không bằng. Giống. Ở Thông Tí Viên Vương triệu hoán dưới, toàn bộ Thông Tí cự viên cũng bắt đầu bạo di chuyển, từng cái đấm vào lồng ngực, không sợ chết hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Súc sinh,
làm ta thật sợ các ngươi không thành. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên há mồm giống lớn một tiếng. Ngang, Lăng Tiêu trong miệng truyền ra một tiếng rồng gầm, chấn động vòng trời, tỏa ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Đồng thời, Lăng Tiêu trong cơ thể tổ long bí thuật trong nháy mắt bạo phát, trong cơ thể hắn địa long máu bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ cường đại long uy, phảng phất là thái cổ tổ long từ trong ngủ mê thức tỉnh, loại kia hung hãn ngập trời, uy chấn thái cổ khí thế từ Lăng Tiêu trên thân tràn ngập ra. Long tộc, chính là vô thượng thần thú, chư thiên ngàn tỷ yêu tộc chúa tể, đã từng chúa tể một thời đại, chém giết thái cổ thần ma, săn giết thái cổ cự hung, là đứng đầu nhất chủng tộc. Vì lẽ đó long tộc uy thế, đối với phần lớn yêu thú tới nói, đều có được cực lớn lực chấn nhiếp. Coi như là đám này thông tí cự viên, tuy rằng có được một tia thái cổ huyết mạch, nhưng dù sao cũng chỉ là phổ thông yêu tộc, ở cảm nhận được Lăng Tiêu trên thân cái kia cỗ thuần túy long uy thời gian, nhất thời trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ có thông tí viên vương, tuy rằng trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiêng dè, nhưng còn không đến mức sợ sệt, cho tới ngừng lưu ngay tại chỗ, không có tiếp tục ra tay với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trong lòng thở ra một hơi, biết mình đánh cược đúng rồi. Chương 258, rút cây liền chạy, nhưng hắn vẫn cứ không có thả lỏng, vẫn như cũ khởi động tổ long bí thuật, cả người tỏa ra một luồng mênh mông mà bàng bạc long uy, thần sắc bình tĩnh mà hờ hững, bộ pháp trầm ổn hướng về thông tí cự viên đi đến. Vô luận như thế nào, khí thế không thể thua. Quả nhiên, cảm giác được cái kia cỗ long uy càng ngày càng gần, toàn bộ thông tí cự viên đều là không nhịn được khẽ run lên, tự động tránh ra một cái thông đạo. Lăng Tiêu mười phần bình tĩnh đi qua thông tí cự viên, bước chân mười phần trầm ổn. Mà sau lưng đám kia thông tí cự viên, đều là nhìn chăm chú lên Lăng Tiêu, trong ánh mắt có sợ sợ cũng có dãy giụa, mà thông tí viên vương cũng không có bất kỳ động tác gì, bởi vậy toàn bộ thông tí cự viên đều là dừng lại. Mãi đến tận Lăng Tiêu đi ra thông tí cự viên quần, Lăng Tiêu mới sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được sau lưng đều muốn ướt đẫm. Vừa nếu là thông tí cự viên tránh thoát đối với long uy hoảng sợ, xa vào đến thông tí cự viên trong vòng vây, Lăng Tiêu tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thế nhưng, Lăng Tiêu đánh cược đúng rồi. Lăng Tiêu không hề có dám tăng nhanh bước chân, vẫn như cũ chậm rãi hướng về phía trước đi đến, sau lưng thông tí cự viên mắt nhìn Lăng Tiêu, mười phần yên tĩnh, tạo thành một bộ mười phần quái dị hình ảnh. Phía trước chính là bàn đào cổ thụ, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao khoảng một trượng bàn đào cổ thụ, cành lá từng cục, toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang, tuy rằng diệp tử thưa thớt, nhưng lại có một loại hơi thở thần thánh tràn ngập. Đặc biệt là trên nhánh cây mang theo 10 cái bàn đào, từng cái kim quang óng ánh, mùi thơm nức mũi, vừa nhìn chính là cực kỳ chân quý chí bảo. Ở bàn đào cổ thụ xung quanh, nguyên bản có 2 cái thông tí cự viên đang định hái bàn đào, thế nhưng cảm nhận được Lăng Tiêu trên người cái kia cỗ long uy, nhất thời đều thành thật hạ xuống, đứng ở nơi đó không dám có chút dị động. Rời bàn đào cổ thụ càng gần, Lăng Tiêu trong lòng liền càng phát dãy giụa. Những này thông tí cự viên, rất có thể chính là thủ hộ bàn đào cổ thụ yêu thú. Bàn đào đã chín rồi, nếu là mình liền như vậy ly khai, e sợ bàn đào liền muốn rơi vào đám này thông tí cự viên trong tay. Nhưng nếu là mình muốn hái bàn đào, thông tí cự viên rất có thể liền sẽ phá tan đối với long uy kiêng kỵ, quay đầu theo đuổi giết chính mình. Đến cùng nên làm gì? Lăng Tiêu chạy tới bàn đào cổ thụ trước mặt, 2 vị thông tí cự viên chỉ là cấp 4 yêu thú, giờ khắc này cả người run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Liều mạng, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ngay lập tức sẽ làm ra quyết định. Nếu là hiện tại từ bỏ bàn đào, chỉ sợ cũng thật sự cũng không có cơ hội nữa, trời cho không lấy, phản bị tội lỗi, loại này thiên tài địa bảo, làm sao có thể để cho đám này xúc sinh. Lăng Tiêu trong lòng lấy chắc chủ ý, lấy thuận lôi không kịp che tai tư thế, 2 quyền nổ ra, quyền cương rừng rực vô cùng, trực tiếp đem 2 vị thông tí cự viên đánh hôn mê bất tỉnh. Đồng thời, Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên, chu tà cổ kiếm tỏa ra ác liệt ánh sáng, ở bàn đào cổ thụ xung quanh vạch một cái. Trong nháy mắt bàn đào cổ thụ bị Lăng Tiêu nhổ tận gốc, sau đó nhanh chóng đựng vào trường sinh giới bên trong, triển khai thân pháp, hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Lăng Tiêu chuỗi này động tác, quả thực là làm liền một mạch, đợi đến đám kia thông tí cự viên phản ứng lại thời điểm, Lăng Tiêu đã đem bàn đào cổ thụ thu vào trường sinh giới bên trong. Giống, thông tí viên vương trong ánh mắt trong nháy mắt đã tuôn ra ngập trời sự phẫn nộ, máu đỏ cực kỳ, giờ khắc này cũng không tiếp tục quản Lăng Tiêu trên thân cường đại long uy. Nắm lên to lớn thiết bổng, hướng về Lăng Tiêu chối chết đuổi theo tới. Thông tí viên vương chờ bàn đào thành thục, đều đã đợi mấy trăm năm, liền đợi đến bàn đào thành thục về sau, để xung kích cấp 7 yêu vương cảnh giới, kết quả lại bị cái này gan to bằng trời tiểu tử hái quả đào, làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Thông tí cự viên cả người sát khí cuồn cuộn, trong ánh mắt sát cơ cực kỳ nồng nặc, gào thét lớn vào tới.
mà toàn bộ thông tí cự viên, ở chính mình đại vương dẫn dắt đi, nhất thời cũng đã quên long uy kinh sợ, cũng đều là từng cái gào thét lớn hướng về Lăng Tiêu đuổi theo. Ầm ầm ầm, đại địa chấn chiến, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, hơn trăm đầu thông tí cự viên hóa thành một mảnh dòng lũ, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu truy sát mà đi. Không phải liền là mấy viên quả đào sao? Bầy súc sinh này điên rồi. Lăng Tiêu cũng là giật mình, chạy trốn nhanh hơn. Hắn cả người tu vi bộc phát ra, cả người giống như một đạo chớp giật, xẹt qua hư không, xuyên qua rừng rậm, hướng về xa xa ngọn núi bỏ chạy. Ở phía sau, vị này cao mười mấy trượng thông tí viên vương nhanh như chớp, gắt gao điếu sau lưng Lăng Tiêu, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, đem toàn bộ thông tí cự viên đều bỏ lại đằng sau, chặn ở trước mặt hắn tất cả núi đá cổ thụ, dồn dập bị nó va thành phấn vụn. Nó đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, phẫn nộ rít gào vang vọng núi rừng. Lăng Tiêu giờ khắc này không nghi ngờ chút nào, nếu là mình dám to gan dừng lại, coi như là tổ long bí thuật toàn lực bạo phát, long uy mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng sẽ bị thông tí viên vương xé thành phấn vụn. Vùng thung lũng này mười phần to lớn, càng đi về phía trước, càng có thể cảm giác được thung lũng rộng rãi. Lăng Tiêu nhìn thấy, ở thung lũng phần cuối, có một tòa xuyên thẳng mây xanh cự ngọn núi lớn, tỏa ra một luồng mênh mông mà khí tức cổ xưa. Ngọn núi kia, trên đỉnh ngọn núi bị mây trắng bao phủ, thế núi hùng vĩ, phảng phất là quần sơn chi vương, có một loại khó mà diễn tả bằng lời bá khí. Hơn nữa, Lăng Tiêu từ bên trong ngọn núi kia, cảm thấy một luồng để hắn mười phần hơi thở quen thuộc. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong nháy mắt bước nhanh hơn. Siêu siêu, Lăng Tiêu cùng thông tí viên vương một chạy một đuổi, nhanh chóng hướng về ngọn núi kia tới gần, càng đến gần ngọn núi kia, Lăng Tiêu liền vượt qua cảm giác được ngọn núi kia khí thế bàng bạc. Đồng thời có một cỗ thần bí gợn sóng tràn ngập ra. Mà thông tí viên vương bước chân dĩ nhiên chậm lại, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ cùng không cam lòng vẻ mặt. Nó sợ ngọn núi này. Lăng Tiêu mắt sáng lên, lực lượng tinh thần của hắn một mực chú ý thông tí viên vương trạng thái, vì lẽ đó trong nháy mắt liền đã nhận ra thông tí viên vương kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu thân hình càng phát nhanh hơn, màu vàng chớp giật ngang dọc, quanh thân có mây mù quấn, để hắn xem ra khác nào giống như cưỡi mây đạp gió. Vân Long cửu biến loại này địa cấp tuyệt phẩm công pháp, bị Lăng Tiêu triển khai đến cực hạn, cơ hồ là chốc lát thời gian, hắn liền nhảy lên trước mắt ngọn núi. Giống, sau lưng thông tí viên vương, trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ, đứng tại chân núi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng thần sắc tức giận. Vượn huynh, có bản lĩnh ngươi tới, ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Lăng Tiêu có chút không biết xấu hổ hướng về thông tí viên vương khiêu khích nói, nhìn thông tí viên vương tức giận đến gào thét liên tục. Nhất thời cười to một tiếng, hướng về phía trên ngọn núi đi đến. Ngọn núi này khí thế bàng bạc, quái thạch đá lởm chởm, thế nhưng cây cối cũng rất thưa thớt, hơn nữa đa số khô héo, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Một cỗ thần bí gợn sóng tràn ngập, bao phủ cả ngọn núi, ẩn ẩn có một loại làm cho tâm thần người rung động cảm giác. Lăng Tiêu dọc theo sơn đạo, hướng về phía trên ngọn núi đi đến, trên đường thấy được một ít tàn tạ thi hài, còn có một chút cổ kiếm, trường mâu nghiêng cắm ở cự thạch bên trong. Chỉ là binh khí trên tinh hoa đã sớm tiêu tán, đã biến thành đồng nát sắt vụn. Mà cái kia cỗ để Lăng Tiêu cảm giác được hơi thở quen thuộc, chính là từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Chương 259, thần bí cổ tăng. Lăng Tiêu ngẩng đầu, nhìn thấy ngọn núi to lớn bên trên mây mù quấn, bầu trời tối tăm, thế nhưng là ẩn ẩn có một tòa cổ điển cung điện lộ ra một sừng, tỏa ra một tia khí tức thánh khiết. Đó là, Lăng Tiêu mắt sáng lên, từ cái kia tòa cổ xưa bên trong cung điện, cảm thấy quỷ dị khói đen gợn sóng. Này giới tử trận pháp, dĩ nhiên đem không gian lớn như thế bao phủ lại, xem ra không chỉ là đơn thuần ẩn náu bàn đào cổ thụ, hay là mục đích to lớn nhất, là bởi vì ngọn núi này. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn bước chân, đạp lên cứng rắn núi đá, hướng về cái kia tòa cổ xưa cung điện đi đến. Mây mù quấn, bốn phía mơ hồ không thể nhận ra, không có bất kỳ cái gì sóng sinh mệnh dập dờn, phảng phất nơi này đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia tòa cổ xưa cung điện. Càng đến gần, liền càng có thể cảm giác được, có một tia khí tức thần bí tràn ngập ra. Thánh khiết mà tà ác, quang minh mà hắc ám, cái kia tòa cổ xưa cung điện cho Lăng Tiêu cảm giác mười phần kỳ quái. Bốn phía thi hài càng ngày càng nhiều, phá toái binh khí, tàn tạ núi đá, vẫn như cũ giữ lại đại chiến dấu vết. Năm tháng cọ rửa tất cả, nhưng không cách nào ẩn giấu qua lại các loại. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu nhìn thấy một thanh long hình chiến đao. Vẫn như cũ có lạnh lẽo đao ý cùng sát khí tràn ngập, thế nhưng thân đao đều đã nát, đây cũng là một thanh cường đại đạo khí, thế nhưng giờ khắc này triệt để đánh mất dĩ vãng uy lực. Lăng Tiêu cũng nhìn thấy một bộ trắng nõn hài cốt, xương cốt cứng rắn, tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, bụng có một cây màu đen châu sừng, đem thân thể của hắn xuyên thủng,
mi tâm rạn nứt, chân linh tiêu tan. Như vậy cứng rắn xương cốt, ít nhất là hoàng giả cảnh cường giả, mới có thể lưu lại. Lăng Thiêu âm u, liên tưởng đến cái kia chút quỷ dị khói đen, nhìn bốn phía đại chiến dấu vết, tưởng tượng thấy vạn năm trước trận chiến đó là cỡ nào khốc liệt. Cái kia chút quỷ dị khói đen, coi như là thôn thiên bí thuật muốn luyện hóa đều 10 phần gian nan, nếu không là Lăng Tiêu có vô tự thiên thư, vừa vặn khắc chế quỷ dị khói đen, e sợ Lăng Tiêu đã sớm là giữ nhiều lành ít. Mà vạn năm trước, cái kia chút quỷ dị sinh linh giáng lâm, phát động một hồi đại kiếp nạn, tàn phá cả bát hoang vực, để hoành tảo bát hoang lục hợp, uy chấn thiên hạ trường sinh môn đều là một hướng phá diệt. Cẩm Sát, nàng ở đâu, nàng còn sống sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thở dài, ở đây bát hoang bí cảnh bên trong, bao phủ từng lớp sương mù, để Lăng Tiêu không nhịn được muốn đi tìm kiếm. Năm đó tám đại cổ quốc, là trường sinh môn nước phụ thuộc, cùng trường sinh môn vui buồn tướng quan, hay là thật sự có thể tìm tới Cẩm Sát tin tức đi. Lăng Tiêu bước chân có chút nặng nề lên, bước qua tầng tầng hài cốt, Lăng Tiêu chậm rãi đi khỏi phía trên ngọn núi, nơi đó có một tòa cổ điển cung điện, xem ra mặc dù có chút tàn tạ, thế nhưng bảo tồn lại hết sức hoàn hảo. Cung điện bên ngoài, thì hài khắp nơi, đâu đâu cũng có lư hương, hàng ma sử, niệm châu cùng mõ, bất quá đa số tàn tạ, hơn nữa không có bất kỳ cái gì bảo quang, tương tự đã biến thành đồng nát sắt vụn. Lăng Tiêu một cước đá vào một khối biển đồng to lớn bên trên. Lăng Tiêu đem phía trên cho bụi thổi khô chỉ toàn, lộ ra bốn cái cổ lão chữ lớn. Đại Hùng Bảo Điện, Phật Môn Đại Hùng Bảo Điện, bát hoang vực bên trong không hề có Phật Môn tồn tại, nơi này tại sao có thể có Đại Hùng Bảo Điện bảng hiệu? Lăng Tiêu mắt sáng lên, hơi có chút nghi hoặc, một vạn năm trước, bát hoang vực là trường sinh môn lãnh địa, không hề có Phật Môn tung tích, thế nhưng phía trên ngọn núi này, dĩ nhiên xuất hiện Đại Hùng Bảo Điện bảng hiệu, để Lăng Tiêu hơi kinh ngạc. Cuối cùng, Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào bên trong cung điện. Hai phiến cửa đá đóng thật chặt, ẩn ẩn có một tia thần bí gợn sóng từ đó truyền đến. Lăng Tiêu chậm rãi hướng về cung điện đi đến, đứng ở cửa đá khổng lồ trước mặt, bàn tay đặt ở trên cửa đá, xúc tu băng hàn triệt cốt, có một loại đông triệt linh hồn hàn ý. Mở, Lăng Tiêu mắt sáng lên, cả người vô cùng thần lực bộc phát ra, hai phiến cửa đá trong nháy mắt bị hắn đẩy ra. Trong nháy mắt, một luồng màu đen quỷ dị sương mù mãnh liệt mà đến, giống như cái miệng lớn như chậu máu như thế, muốn đem Lăng Tiêu nuốt chừng. Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhất thời trong óc vô tự thiên thư có chút rung động, trong nghi tâm quyển ra một mảnh thần bí ánh sáng, trực tiếp đem toàn bộ quỷ dị khói đen đều thôn phệ. Bên trong cung điện, lại là một tòa bát bảo liên hoa công đức ao, hiện ra luyện hóa hình tượng, có nhàn nhạt Phật quang tràn ngập, cũng có được một tia quỷ dị hắc khí lượn lờ. Ở công đức trì trung ương, ngồi xếp bằng một người mặc áo cà sa, đỉnh đầu 10 cái hương sẹo, cả người tỏa ra một cỗ khí tức thần bí cổ tăng. Cổ tăng xem ra trông rất sống động, cúi đầu phục tùng, mặt lộ vẻ từ bi vẻ, cả người đều tỏa ra một luồng không minh trong vắt, lòng dạ từ bi khí độ. Thế nhưng kỳ quái là, thân thể của hắn một nửa tản ra kim quang, một nửa tản ra hắc quang, lấy mi tâm vì là đường ranh giới, một nửa Phật quang phổ chiếu, một nửa ma khí tùm, thần thánh cùng tà ác hai loại khí chất quấn quýt, xem ra đặc biệt tà dị. Mà cái kia chút hắc quang, thình lình chính là quỷ dị khói đen. Nơi này tại sao có thể có một vị cổ tăng? Lăng Tiêu mắt sáng lên, chậm rãi hướng về công đức trì đi tới. Tòa này bát bảo liên hoa công đức ao, hiện ra luyện hóa hình dạng, tổng cộng có 8 cánh hoa, mỗi cánh hoa đều có một viên phù văn cổ xưa, lẫn nhau trong lúc đó có một đạo sợi tơ, cuối cùng chậm rãi đan dệt, chấn áp ở trung ương nhất cái kia cổ tăng trên thân. Ngoại trừ tòa này bát bảo liên hoa công đức ao, cả bên trong cung điện rất trống trải, thế nhưng lại có một loại thần bí khí thế lưu động. Mà Lăng Tiêu đang nhìn đến cái kia 8 đóa trên mặt cánh hoa phù văn lúc, nhất thời trong ánh mắt liền lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Bát hoang trấn ma đại trận, đây là Cẩm Sát tác phẩm, nguyên lai Cẩm Sát thật sự đã tới nơi này. Lăng Tiêu trong lòng nhấc lên một luồng cơn sóng thần, nguyên bản lòng yên tĩnh không dao động cảnh trong nháy mắt thất thủ, kích động cả người bắt đầu run rẩy. Bát hoang trấn ma đại trận, chính là năm đó Lăng Tiêu truyền cho Cẩm Sát trận pháp, là Lăng Tiêu ở thành vì là thiên hạ đệ nhất chí tôn thời điểm, lấy thiên địa âm dương, phong lôi núi lửa lực lượng, câu liền thiên địa pháp tắc lực lượng, tạo thành một tòa chí tôn thần trận, có được trấn giết chí tôn, đồ thần diệt ma vô thượng thần lực, trong thiên hạ, ngoại trừ Lăng Tiêu ở ngoài, chỉ có Cẩm Sát một người có thể bày xuống tới. Chỉ là, Lăng Tiêu còn chưa kịp kiểm nghiệm bát hoang trấn ma đại trận sức mạnh, cũng đã chết tại xích long bí cảnh bên trong. Lăng Tiêu không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này, gặp được bát hoang trấn ma đại trận. Trước mắt bát bảo liên hoa công đức ao, trên thực tế là lấy bát phương địa mạch khí, câu liền thiên địa pháp tác lực lượng hình thành, mà trước mắt vị này cổ tăng, dĩ nhiên trở thành bát hoang trấn ma đại trận mắt trận,
để Lăng Tiêu khiếp sợ không gì sánh nổi. Xem ra vị này cổ tăng khi còn sống, nhất định cũng là một vị trí tôn cảnh cường giả tuyệt thế, nếu không thì căn bản không có tư cách làm Bát Hoang Trấn Ma đại trận mắt trận. Lăng Tiêu cẩn thận dò xét một hồi đại trận này, phát hiện xác thực cùng cả cái Bát Hoang bí cảnh thiên địa pháp tác hợp thành một thể, ẩn chứa một luồng tuyệt cường phong ấn lực lượng. Chỉ là, để Lăng Tiêu hơi kinh ngạc chính là, trước mắt vị này cổ tăng không có bất kỳ sinh mệnh khí thế, nhưng vì sao lại nhiễm phải cái kia chút quỷ dị hắc khí? Chẳng lẽ ngọn núi này phía dưới, chính là tòa kia dưới đất trong hải dương trấn áp quỷ dị sinh linh sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.